cùng đây xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại nhau ở trong bản điểm tin tuần trên kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng và như thường lệ thì bản tin của chúng ta vẫn sẽ có ba nội dung chính. Ờ, nội dung thứ nhất đó là chúng ta sẽ đi phân tích uh, view các cái danh mục khá là cơ bản, các cái mã cổ phiếu khá là cơ bản, các cái nhóm ngành khá là cơ bản từ nhóm cổ phiếu trụ. Uh, xong đó thì đến nhóm thép, nhóm dầu khí, nhóm ngành bất động sản, nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán. Đó là những cái nhóm ngành rất là căn bản và còn thời gian thì chúng ta sẽ đi phân tích Thêm một số các cái nhóm ngành khác Có những cái tín hiệu tích cực và khả quan trong tuần vừa qua Phần thứ hai thì chúng ta sẽ view lại kịch bản tuần Phân tích trên bản tin tuần video số 144 Và đấy là tuần giao dịch chứng khoán từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 9 Và như các anh chị em cũng đã biết Thì cái nội dung của bản tin tuần thì Hùng Lê đã À, có những cái dự báo à, về mặt à, xu hướng thị trường của chúng ta à, gặp à, rất là nhiều những cái khó khăn à, trong cái tuần vừa qua đấy là những cái dự báo sớm của cá nhân hùng lê và các anh chị em cũng à, hiểu rằng và cũng biết rằng à, chúng ta đã trải qua một tuần giao dịch cực kỳ khó khăn các anh chị cực kỳ khó khăn khi mà thị trường của chúng ta liên tục có những cái điểm giảm và những cái điểm hồi thì nó sẽ à, rất là những cái 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 phiên hồi ấy, ở trong ở trong thị trường trong tuần vừa qua thì nó diễn ra hết sức là hiếm hoi và rất là khó khăn ok anh chị à, và phần thứ ba thì hùng cùng với các anh chị chúng ta sẽ đi uh, có một vài uh, cái phân tích dự báo về xu hướng thị trường trong tuần mới uh, trên cơ sở uh, những cái nội tại của thị trường thì chúng ta sẽ dự báo cái xu hướng của từng nhóm ngành và sau đó thì chúng ta sẽ có một vài ý để chúng ta phân tích về thị trường uh, tuần tới ok thì uh, đấy là một số các cái nội dung chính và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục uh, bắt đầu đi vào cái nội dung thứ nhất đó là nội dung chúng ta sẽ đi view uh, danh mục uh, cơ bản và với những mã cổ phiếu nào mùng view nhanh thì các anh chị hiểu rằng nó chúng ta chỉ view để chúng ta nắm được cái xu hướng của thị trường à, còn những cái mã cổ phiếu nào có khả năng đầu tư được hoặc là có những cái điểm mua hoặc là có những cái uh, dấu ấn về mặt kỹ thuật đó thì ông sẽ uh, uh, nói kỹ hơn cho các anh chị em nó và cái nội dung của bản tin này uh, tuần này thì các anh chị lưu ý giúp cùng một cái cái ý như thế này tức là phiên giao dịch của ngày thứ sáu ngày hôm nay thì một số các nhóm ngành của chúng ta bị À, bán tương đối mạnh Và chính vậy nên là chúng ta sẽ phải cần thêm cái dữ liệu giao dịch của phiên ngày thứ hai Đó cái phiên ngày thứ hai nó sẽ là một cái phiên rất là bản lề nó sẽ cho chúng ta uh, Nhận định thêm uh, có thêm những cái cơ sở nó Chính xác hơn để chúng ta đánh giá về xu hướng nhóm mạnh thì các anh chị lưu tâm một cái điều như vậy Trước khi mà chúng ta đi vào bản tin để chúng ta nắm được nội dung Ok thì đối với VIX thời điểm hiện tại thì chúng ta đã có phân tích rồi đúng không anh chị uh, Nói chung là vùng 62 còn điểm sâu hơn sẽ là khoảng vùng 60 Uh, Vix thì uh, như các anh chị biết rồi, uh, rất khó khăn đúng không ạ? Nó khó khăn từ nhiều yếu tố các anh chị ạ, uh, chứ không phải mỗi về yếu tố về kinh tế đâu. Nó theo như Hùng Lê được biết là như vậy. Uh, còn đối với hôm cũng như vậy các anh chị nhìn thấy đây, sau một cái thời gian mà nó đi 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 ở trong một cái biên uh, tương đối hẹp ở vùng 58 là hỗ trợ và đây là vùng kháng cự ở vùng 61.3. Thì tuần này nó bắt đầu gì ạ? Nó bắt đầu bị bể. Và cái điểm bể đó chính là trong phiên giao dịch của ngày thứ tư thì điểm 58 nó đã bị mất và khi cái vùng 58 nó bị mất đó, thì cái xu hướng nó sẽ gì các anh chị nó sẽ đi về cái vùng hỗ trợ sâu hơn ở đây đó là vùng 56.5 và trong trường hợp tuần sau nếu như cái vùng 56.5 này tiếp tục bị phá vỡ chẳng hạn như vậy thì nó sẽ đi về vùng 54 và nhìn về mặt xu hướng là các anh chị nhìn đường mát đang cắm đầu như thế này thì nhìn về xu hướng là gì ạ Vinhome đang có những cái tín hiệu không được tích cực cho lắm À, đối với VRE thì trong tuần vừa qua chủ đạo thì VRE quay lại gì ạ? nhịp chỉnh cung và những cái vùng chỉnh cung ở đây thì nó có những cái hỗ trợ ngắn các anh chị này, vùng 28 này, còn điểm hỗ trợ sâu hơn của nó là vùng 273, 276. sáu à, nhìn về mặt à, tín hiệu như thế này thì à, cái xu hướng tuần tới là chắc chắn là nó sẽ kiểm tra lại vùng 28, còn điểm sâu hơn thì nó vẫn có khả năng là quay quay test trở lại về cái vùng hỗ trợ ở dưới này. Và ở trong cái thời điểm hiện tại á thì à, đối với à, nhóm cổ phiếu của họ nhà vick thì chúng ta sẽ hạn chế à, tham gia. Uh, vinamilk ở trong uh, nhịp này uh, và chúng ta vẫn tiếp tục uh, phân tích về mặt xu hướng kỹ thuật và uh, trong trong cái bản tin những cái bản tin tuần cũ ấy, thì hùng đã đưa được cái target cho vin uh, vinamilk ở quanh vùng bảy anh chị và sau uh, một cái nhịp như vậy thì uh, vinamilk đang có một cái sự xáo trộn đó sự xáo trộn này thì nó sẽ giúp cho những cái nhà đầu tư mà họ đã mua được vùng thấp thì họ có thể chốt lời mà cái cái lượng lớn uh, cái 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 xu hướng gọi là gì ạ Uh, nhà đầu tư tổ chức và những cái tạo lập những cái tay to thì họ sẽ tổ chức họ sẽ gom tiếp ở trong nhịp này về quan điểm kỹ thuật của ông Lê là Vinamilk sẽ đánh tiếp, sẽ đánh tiếp với anh chị thì trong tuần vừa qua là Vinamilk đánh tương đối là ổn này nó về ở quanh vùng hỗ trợ kỹ thuật ba 75, 75, và sau một cái phiên đẩy lên thì nó đang có hai cái test như thế này là hoàn toàn hợp lý và chúng ta chú ý quan sát thêm cái xu hướng dòng tiền ở đây nữa À, ngắn hạn thì chúng ta tiếp tục kỳ vọng là Vinamilk sẽ đánh về vùng 78 và xa hơn sẽ là vùng 80 đến khoảng vùng 81. Và khi mà nó break được, nó break được cái vùng 81 ở đây. 81 82 ở đây. Sau đó nó quay trở lại nó test và nó test thành công ở đây và lực long quay lại thì khi đó chúng ta sẽ tiếp tục phân tích cái xu hướng tiếp theo của Vinamilk ở đây, ở sau này. vtc thì trong uh, tuần vừa qua hình như là tín hiệu xấu. Không thực ra là cũng không xấu nhưng mà phiên kết tuần thì xấu. Tức là trong uh, tuần vừa qua thì nó đã có uh, quay về vùng hỗ trợ 114.5 ở đây. Chúng ta có phân tích và nó đỡ được khoảng uh, 4 phiên. Và đến phiên cái tuần thì nó hơi 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 có một cái tín hiệu này thì nó hơi khó hiểu. Uh, chính vì nên là chúng ta sẽ phải cần chờ thêm cái phiên giao dịch của ngày thứ hai. Trong trường hợp nếu như mà nó lấy lại được ở vùng 114.5 ở đây này thì như vậy đó là tín hiệu tích cực. Còn trong trường hợp ngược lại mà nó không lấy lại được thì xu hướng nó sẽ quay về quanh vùng 111.5 để nó kiểm tra cung cầu. Uh, SKG trong tuần vừa qua thì cũng không có nhiều các cái yếu tố đột biến trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì uh, nó đã bị thủng luôn tức là cái điểm test 18.5 nó đã không giữ được và khi cái điểm 18.5 nó không giữ được thì nó sẽ về đâu đây các anh chị nó sẽ về đây này tức là nó sẽ về cái biên là 17 năm đến 18 và nó đóng cửa tuần đúng 17 năm tức là ở biên dưới mặc dù trong tuần thì nó có gì ạ nó có những cái điểm sọt uh, sâu hơn nhưng nó có những cái điểm rút chân Uh, thì như vậy với tín hiệu này thì khả năng là sang tuần tới súp đông kiên giang nó sẽ có những cái điểm test lại quanh vùng 17 nữa và hiện tại thì cái lực uh, cung cầu uh, đang rơi khá là thấp như thế này là rất tốt đó càng thấp từng nào thì nó càng tốt từng đấy nó thể hiện rằng là uh, cái dòng tiền lớn uh, nó sẽ đang nằm lại ở trong cổ phiếu và chúng ta sẽ có những cái diện có những cái cơ hội nó tốt hơn rồi chúng ta sẽ đi uh, phân tích trụ man san trụ man san thì như cũng không có không có nhiều các yếu tố đột biến ở trong tuần vừa qua. Chúng ta nhìn thấy đây, đây có hai cái nón, ở đây có cái nón thì uh, tuần này thì nó đã bị thủng cái nón ở đây, tức là thủng cái vùng diện 110. Uh, khi cái thủng, vùng hỗ trợ thấp này bị thủng, uh, cao bị thủng uh, thì nó sẽ đi về vùng hỗ trợ tiếp theo ở quanh vùng 108. Nhìn về mặt xu hướng tuần tới sẽ kiểm tra lại vùng 108. Trong trường hợp nếu thủng vùng 108 thì uh, xu hướng là về vùng 104 đến 105 và các anh chị nhìn thấy đây ạ. À, khi mà đường ACD nó đang cắm đầu đi xuống tức là cái xu hướng của cổ phiếu thường sẽ là à, sẽ là diện sẽ là tích lũy à, khỏe thì nó tích lũy được và yếu thì nó là diện xu hướng chỉ giảm cái đường mà ACD nó cho chúng ta một cái cái góc nhìn như vậy đó à, Tuần này thì nhóm bảo hiểm đang có một cái cái trang kỹ thuật tương đối tốt đúng không anh chị bvh trong tuần phiên thứ hai nó có một cây nến đỏ đặc dài nhưng cái câu chuyện là gì cái con bvh các anh chị nhìn thấy đấy cái tạo lập của nó rất là 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 là, là, kinh khủng luôn tức là có rất nhiều những cái phiên ở trước đó nhưng chỉ có một phiên ạ các anh chị nó lấp lại hết toàn bộ cái nến giảm ở trước đó thì đây cũng là hoàn toàn tương tự à, một cây nến giảm về ở à, về đến cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây là vùng 53.5 và sau đó thì cây nến liền tiếp theo nó lấp lại được đó lập đầu, đầu tiên là lấp lại 1 phần 2 sau đó nó lấp lại 2 phần 3 và đến cây đến ngày hôm nay thì nó tạo gáp và nó đi lên đánh suy soát trần ở à, Tuy nhiên là các anh chị lưu ý là BVH mà các anh chị đua xanh thì nó lại không có ăn đây đua xanh thì chết này đây đua xanh chết bởi vì sao đây vùng kháng cự rồi 5955 vùng 60 các anh chị lưu tâm cái điểm đó ở à, mới giờ, à, cũng đang khá là tốt mới giờ, đây các anh chị, trong tuần thì mới giờ đã đánh chạm lại vùng 20 và sau đó thì nó bắt đầu lấp lại gáp và phiên ngày hôm nay phiên kết tuần thì nó bắt đầu lấy lại được ở cái vùng 22.5 đến khoảng vùng 23 tuần tới nếu như nó nhả cung ở quanh vùng 22 thì các anh chị cũng có thể tham gia và chúng ta kỳ vọng cái gì nó xây lại cái độ ổn định ở đây sau đó nó sẽ break vùng 23 23 cộng ở đây nếu như dòng tiền mà vẫn tiếp tục duy trì được một cái Uh, tốc độ ở khoảng tầm độ 2 triệu rưỡi đến khoảng tầm 2 triệu 8 cổ phiếu trên một phiên thì như vậy là mới giờ sẽ còn có cơ hội để uh, chúng ta gia tăng thêm cổ phiếu BMI cũng khá là <laughs> BMI cũng đang còn những cái điểm mua <laughs> khá là tốt <laughs> thì đối với BMI các anh chị hùng uh, mấy tuần nay có không có phân tích nhưng mà chúng ta nắm được uh, những cái bản tin tuần cũ chúng ta có nói đến vùng 28.5 vùng 29 đó, biên 27.5 ở đây, biên 27 ở đây và bắt đầu từ đây thì BMI đang túc tắc đi dần và phiên ngày hôm nay là một cái phiên mà cái lực cầu nó cũng khá là đột biến. Thì sau cái lực cầu như thế này thì khả năng là sẽ có ở khoảng quanh vùng 31, Đó, có thể là các tài khoản mà đang cầm thì chúng ta canh gom uh, mua thêm trong phiên giao dịch ngày thứ hai nó trả cung ở vùng 31 và nhịp này thì chúng ta có thể ngắm lên ở vùng 34 đến khoảng vùng 35. Đánh ngắn ngắn vậy thôi. Chúng ta không không nên kỳ vọng quá nhiều với cái giai đoạn thị trường hiện tại. Uh, PMZ trong tuần vừa qua nhiều nhìn chung là không có nhiều đột biến vùng 111 vẫn là vùng hỗ trợ ngắn kháng cự 115 và kháng cự xa hơn là vùng 118 đến vùng 120 các anh chị lưu ý ở uh, uh, thì sau một cái nhịp phân tích tạo đáy ở đây và chúng ta đang đưa cái target của MVDG khoảng quanh vùng 76 và hiện tại nó đang chỉnh cung thì uh, các anh chị lưu ý này tức là trong tuần ấy, thì cũng có dự báo là cái điểm test thứ nhất đó là quanh vùng 71 thì cái điểm test này là nó bị thất bại này điểm test này nó bị thất bại và sau đó thì nó về cái vùng hỗ trợ sâu hơn ở đây đó là vùng 69 đến khoảng vùng 70 kết hợp với cái tín hiệu của đường MACD và tín hiệu dòng tiền tức là dòng tiền vẫn gì vẫn tiếp tục có cái xu hướng à, suy giảm ở đây vậy thì trong cái phiên giao dịch ngày thứ hai sẽ là cái phiên bản lề nó khá là quan trọng để nó đánh giá tiếp cái khả năng mà với lúc có đi tiếp được hay không trong trường hợp nếu như mà nó thủng vùng nó thủng vùng 69 thì các anh chị nên hạ bớt tỷ trọng và kết phiên mà nó không lấy lại được tức là khoảng gần ATC rồi hoặc là suy sát đến đóng lệnh ATC rồi mà MWG vẫn không có thể lấy lại được cái vùng à, đây à, vùng là 69 cộng thì các anh chị nên hạ bớt tỷ trọng bởi vì khi đó thì cái khả năng cao là nó sẽ gì ạ nó sẽ đi về nó cái câu chuyện là nó như vậy nó phá ở đó thì khả năng cao là nó sẽ đi về vùng hỗ trợ gì ạ vùng hỗ trợ sâu hơn thì các anh chị có thể nhìn ở đây này Đó trong lịch sử về quá khứ các anh chị nhìn thấy cái hùng hùng vẽ cái đường này không đó thì khi ở uh, trong một cái nhịp bên này nó thấy nó quay lại nó test đây các anh chị và khi một cái cây nền test nó thất bại ở cái vùng đây ạ nó thất bại vùng 69 chín thì các anh chị nhìn thấy có kinh khủng không ạ đó sau khi cái vùng đó nó bị thất bại thì nó xoạc một phát xuống vùng 60 luôn nó từ vùng 70 về vùng 60 luôn thì không loại trừ cái trường hợp ở đây nó cũng sẽ là như vậy đó những cái gì xảy ra trong quá khứ thì nó sẽ xảy ra lặp lại trong tương lai đó đấy là lý thuyết của gì nhỉ O'Neil à, vì vậy nên là ví dụ như là chẳng hạn những gì xảy ra trong quá khứ thì đây là xảy ra trong quá khứ M với có vùng hỗ trợ kỹ thuật 60 đến 62 thì trong tương lai đó, nó cũng có vùng hỗ trợ kỹ thuật 60 đến 62 để chúng ta bắt đúng không ạ đấy đấy là cái cái lý thuyết của ông ấy ông nói như vậy Đấy, hoặc là đây, ví dụ như vậy thì trong quá khứ nó có vùng hỗ trợ à vùng vùng kháng cự 78 đến vùng 80 thì trong tương lai nó cũng sẽ có vùng kháng cự 78 đến vùng 80, nó hiểu nôm na đấy là quy luật vận hành. Và anh chị em lưu ý là gì? Ừ, chúng ta không thể chống lại xu hướng của thị trường mà chúng ta chỉ nương theo xu hướng cổ phiếu, nương theo xu hướng thị trường. À, một số các cái đồng chí có vào nói với Hùng Lê hoặc là comment ở bên dưới dòng bản thời gian bản tin ấy, bảo là ông này ông ấy lùa gà hay là ông này, ông ấy chém gió hay là thế này, thì, thì cái đấy tùy các anh chị, các anh chị muốn nói thế nào cũng được. Đó. À, nhưng à, với những cái nhà đầu tư mà người ta có tầm và người ta hiểu biết, thì chắc chắn người ta sẽ không comment như vậy. Bởi vì họ, tất cả những nhà đầu tư đó, họ hiểu được những cái giá trị mà ông Lê chia sẻ trên các cái bản tin tuần. Và tất cả những cái kiến thức đó là những cái kiến thức thực chiến đó và không không có một cái sách vở nào nó dạy cả và chúng ta à, à lăn lộn ở trên thị trường rồi chúng chúng ta có những cái phản xạ như vậy và chúng ta chia sẻ lại đó còn tất nhiên là nó không thể đúng 100% được đúng không anh chị anh chị có ok cái việc đó không ạ nếu như đúng 100% thì không có thị trường chứng khoán và không có cuộc sống tức là cuộc sống ở bên ngoài xã hội cũng như vậy nó không có cái gì nó là tuyệt đối và tất cả nó đều là lý thuyết tương đối và đặc biệt ở trên thị trường chứng khoán thì cái xác suất để nó đúng trúng đủ nó chỉ đạt được nếu giỏi á, những người nào giỏi xuất sắc thì được 80 phần trăm còn theo những quan điểm hùng thì nó rơi vào khoảng tầm 60 đến 70 phần trăm như vậy là cực kỳ lạnh phúc rồi còn 30 phần trăm còn lại là sai số và chúng ta sẽ phải có những cái sai số ở trong 30 phần trăm đó các anh okay, chị lưu ý là như vậy nên là chúng ta có một cái quan điểm như vậy để chúng ta làm bạn với nhau rồi chúng ta có những cái chia sẻ với nhau và chúng ta có những cái hỗ trợ nhau trong cái quá trình đầu tư ok G thì uh, trong tuần vừa qua thì, uh, cũng không có nhiều uh, các yếu tố đặc biệt lắm đâu uh, Vẫn ở quanh vùng hỗ trợ 83 Dòng tiền tiếp tục suy giảm như thế này thì xu hướng chủ đạo nó là tích lũy Chờ thêm dòng tiền uh, Ok bây giờ thì cũng sẽ đi uh, phân tích sang nhóm cổ phiếu ngành thép anh chị Thì uh, như các anh chị em đã biết rồi uh, Cổ phiếu ngành thép nó có một cái uh, Một cái thông tin nó không thực sự tích cực đó là gì? Đó là thị trường bất động sản Trung Quốc đúng không? và thị trường bất động sản Trung Quốc thì nó đã bị vỡ bong bóng và chính vì vậy nên là cái cái khi một cái thị trường nó lớn như vậy, cái tốc độ tiêu thụ thép nó lớn như vậy mà nó bị vỡ thì à dẫn đến cái câu chuyện là bất động sản nó sẽ chứng lại và cái nhu cầu để sử dụng các cái nguyên liệu ví dụ như thép nó sẽ chậm đi. Đó, do đó là giá thép thế giới đang giảm. Và khi giá thép thế giới đang giảm thì đương nhiên cổ phiếu ngành thép nó khó bứt phá, nó khó bứt phá các anh chị. À, có chăng thì nó sẽ tích lũy trong cái thời gian giá thép nó giảm như vậy thì nó sẽ tích lũy ở trong một cái vùng nào đó và nó chờ đợi cái xu hướng của giá thép nó phải phục hồi nó phải tăng trở lại thì đó là nhóm ngành thép nó mới cái gì ạ anh chị mới có thể có những cái sự bứt tốc đó là những cái dự báo như vậy và à, đến thời điểm hiện tại thì hùng theo dõi cái giá thép thì nó vẫn chưa tăng à, nó vẫn cứ sập sình sập sình nó cứ À, tăng lên được tí sau đó nó lại giảm nó tăng lên được ít sau đó nó lại giảm và kết hợp với cái xu hướng thị trường nữa thì trường cũng đang xấu nữa nên là chính vì vậy nên là cổ phiếu nhóm thép thì à, anh em ta cứ bình tĩnh từ từ thì à, như những cái phân tích mà chia sẻ của ông lê đó các anh chị có thể nhìn đây đối với mã cổ phiếu hòa phát đúng không ạ thì trong khoảng tầm từ ngày mùng tám à, đến tận hôm nay mùng 8 tháng tháng 8 cho đến tận hôm nay thì thì cái gì thì nó có một cái vùng hỗ trợ 26 đến 23 ba à, như vậy thì chúng ta nếu chúng ta có mua thì à nên chăng là chúng ta sẽ gom ở những cái vùng hỗ trợ này thì nó sẽ tốt hơn. Đó là quan điểm của Hùng đúng không ạ? Và à, nên chăng thì lên đến cái vùng 24 25 này thì chúng ta bán bớt ra để chúng ta tối ưu hóa cái lợi nhuận thì đấy là một vài các cái dự báo như vậy. À, góc nhìn như vậy thôi, còn nó không thể tuyệt đối được đâu. Thì à, nhìn về mặt xu hướng như này, à, dòng tiền khá là thấp, đường má sẽ đi đi ngang như vậy thì nó xu hướng cổ phiếu nó sẽ tiếp tục ở vùng 26 đến vùng 23. Chúng ta quan sát thêm ở trong trường hợp nếu như vùng 26 bị phá vỡ thì chúng ta vẫn đang có những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây và chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta bám sát thêm để chúng ta phân tích. Ở cổ phiếu HSG nhìn chung thì đó, tuần vừa qua thì chúng ta đã có những cái dự báo thứ nhất là nó sẽ kiểm tra lại vùng 168. Và trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì các gì anh chị nhìn thấy đây, nó phá luôn vùng 168 trong phiên. Như vậy khi phá vỡ vùng kỹ thuật này thì nó sẽ đi tiếp về đâu? Đó, hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo nó sẽ ở vùng 15.5 và nếu như trong trường hợp đã ông nói khẳng định như vậy nếu trong trường hợp trong tuần vừa qua vùng 15.5 bị phá tiếp thì nó sẽ đi về đâu chắc chắn nó sẽ về 14 14.5 14.6 14.5 14.6 nó bị phá về đâu thì nó phải về 13.2 đó và chúng ta bám sát những cái tín hiệu kỹ thuật như vậy để chúng ta phân tích à, còn đối với thời điểm hiện tại á à, nó có lực hồi tuy nhiên lực hồi này nó chưa thực sự thuyết phục chính vậy nên là tuần tới thì theo quan điểm kỹ thuật cùng là nó sẽ có hai cái sự uh, uh, chỉnh cung trở lại một là quanh vùng 16 hai là quanh vùng 15.5 Tức là chúng ta tạm lấy cái biên 15.5 đến biên 16 sẽ là biên hỗ trợ cái thuật tuần của Hoa Sen. Nam Kim. Nam Kim ở đây. Tuần vừa qua thì Nam Kim đã có một cái sự trả cung. Và trong viên giao dịch ngày thứ hai thì nó cũng bị mất vùng 21.3. Vùng 21.3 thì nó sẽ về gần vùng tiếp theo đó là vùng 20.2 20.5 đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật mà đã được cùng phân tích đó những cái điểm này chúng đã phân tích rồi các anh chị có thể xem lại những cái bản tin tuần cũ như vậy chúng ta không phải tranh luận những vấn đề này vậy thì cái vùng ở trên này nó vỡ thì nó sẽ về đến đây và các anh chị nhìn thấy đây có một cây nến doji cái này có thể hiểu là một cây nến doji và nó rút chân lên à, tuy nhiên dòng tiền thì đang hơi thấp đó nên là cái sự phục hồi này nó cũng sẽ chưa thể gọi là mỹ mãn. Vậy thì tuần tới nó sẽ có vùng hỗ trợ cái thuật 21 và sâu hơn thì nó có thể test lại à, test lại nền thì chúng ta sẽ đánh giá thêm à, cổ phiếu TVN <laughs> TVN ở đây thì tuần vừa qua là chúng ta có nói đến vùng 8 đến vùng 8.2 à, và nó đóng cửa ở vùng 8 như vậy là nó sẽ đóng cửa ở vùng đáy dưới à, Tuy nhiên là cái việc mà nó đi ngang nhẹ gọi là là chưa có cái động lực ở đây thì à, rất có thể tuần tới chúng ta vẫn phải tính toán là vùng 7.7 tức là nó vẫn còn một cái nhịp test lại đây Uh, cổ phiếu TLH trong tuần thì nó đã bám biên 9 đến 7 đến biên 10 đây là biên hỗ trợ các anh chị 9 7 đến biên 10 và động lực thì chưa có nhiều với lực cầu thấp như này thì nói chung là cả thị trường chứ không phải mỗi nhóm uh, không không riêng riêng gì không riêng gì là nhóm ngành uh, nhóm ngành thép đâu anh chị uh, cả thị trường tí nữa chúng ta sẽ đi phân tích những nhóm ngành khác thì các anh chị cũng nhìn thấy được một cái sự hứng ngờ uh, một cái sự đơn lẻ và một cái sự uh, gọi là cô đơn về dòng tiền đúng không anh chị dòng tiền nó không có lẻ loi lắm, đó chính vậy nên là tất cả các mã cổ phiếu và các nhóm ngành nó đều rơi một cái tình trạng chung nó là như vậy. thì đối với TLH tuần tới thì cái xu hướng về mặt kỹ thuật là nó sẽ tiếp tục uh, test thêm uh, cái biên này trước khi mà nó hình thành uh, có cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Uh, cổ phiếu VGS <laughs> đó khi mà VGS uh, chạm với vùng kháng cự 22 thì cũng đã có những cái cảnh báo đấy các anh chị. đó vùng này là vùng kháng cự thì uh, xu hướng đầu tiên nó sẽ kiểm tra vùng 219. Uh, tuần qua thì vùng 19 nó bị phá trong phiên ngày thứ hai, chính vì vậy nên là nó không có gì cả 17 7.5 ở đây, chúng ta hoàn toàn có thể uh, hiểu cái việc đó. Uh, từ vùng 17 này nó hồi lên thì cái vùng 19 nó lại trở thành cái vùng kháng cự ngắn. À, ông về 19 đây là ông kháng cự ngắn Đây hai phiên, nó à, không vượt thoát được. Và tuần tới thì khả quan là nó sẽ quay về vùng 18 182, đây sẽ là những cái vùng chỉnh cung test cung chỉnh nền trước khi mà Uh, nó quay uh, gọi là nó có cái tín hiệu quay của cả thị trường thì khi đó chúng ta sẽ đánh giá thêm uh, nhìn chung nhóm thép ở trong thời điểm hiện tại thì nó cũng đang dừng lại ở cái góc độ tích lũy các anh chị nhá tích lũy trừ khi là phiên ngày thứ hai hoặc phiên ngày thứ ba nó có một cái biến gì đấy nó có một biến thể gì đấy mà nó mạnh mẽ như thế nào đó thì chúng ta sẽ cập nhật thêm còn kết tuần tức là các anh chị hiểu thêm nữa là dữ liệu mùng lên phân tích là dữ liệu kết thúc tuần giao dịch các anh chị và dữ liệu trong tương lai thì cũng cần phải có thêm uh, những cái phân tích và những cái tư vấn trực tuyến ở đây uh, Đó chính là những cái phân tích ở trên nhóm Zalo Các anh chị lưu tâm Rồi uh, Bây giờ thì chúng ta sang uh, nhóm ngành dầu khí thì hiện tại là VKTi uh, Chúng ta nhìn qua một tí Nhìn chung là nó cái động lực để VKTi bật mạnh là chưa thấy đó, Chưa thấy Vùng 88 đến vùng 90 vẫn là vùng kháng cự ngắn Và vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn ở đây vẫn là vùng 80 Còn biên đi ngang tích lũy của nó vẫn là biên 83, 84.5 Và khả năng tuần tới thì nó vẫn có ở những cái động thái lình trình ở đây trước khi mà nó có những cái động thái uh, liên quan đến về kinh tế chính trị ở trong tuần thì khi đó chúng ta sẽ cập nhật thêm. Còn hiện tại thì uh, nhìn về cái, cái ý đồ của VFTI thì nó cũng chưa có nhiều các cái yếu tố đột biến. Uh, điều này thì chắc chắn rồi nó sẽ tác động đến uh, nhóm ngành cổ phiếu ngành dầu khí đúng không ạ? anh chị À, thì đối với Gas ở trong tuần vừa qua Gas đã chính thức quay trở về vùng 110 và có hai cây nến bật tăng thì cái cây nến bật tăng này là đây nó đang uh, lại chạm lại cái vùng kháng cự đây này. Thì uh, vùng 115 đến vùng 118 120 đây sẽ là những cái vùng kháng cự các anh chị lưu tâm nếu như chúng ta cầm thì chúng ta cũng sẽ canh chốt hạn chế để mà mua uh, đua thêm ở trong uh, những cái vùng như vậy. ở à, đối với PLX trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì PLX chính thức bị mất gì ạ? Bị mất vùng 38.5 là vùng hỗ trợ cấp 1 ở đây trong phân tích tuần sau đó thì đến cây đến thứ hai nó xác nhận là nó không thể công lại được vùng 38.5 chính vậy nên nó đã bị trượt ở đằng sau đó thì đấy là cái sự vận động rất là thông thường. Và với cái sự vận động này thì tuần tới ở quanh vùng 37 các anh chị lưu tâm. Trong trường hợp nếu như nó vẫn giữ được 37 thì là tốt, nhưng mà nó bị phá vỡ vùng 37 thì khi đó khi đó cái xu hướng của cổ phiếu nó sẽ xấu đi và nó sẽ về những cái vùng hỗ trợ sâu hơn. Đó, và vùng hỗ trợ tiếp theo sẽ là 34.5 và vùng tiếp theo nữa sẽ là 32.5 thì tùy cái biến ở đây để chúng ta phân tích. À, cổ phiếu PPP PPP thì khá là tốt. BBB trong tuần này thì nó đánh tương đối là tơi đấy. Sau khi mà nó có một cái nhịp chỉnh cung ở đây về khoảng quanh vùng 18 9 đến vùng 19 phiên kết tuần thì lực cầu khá là ổn. À, như thế này thì PPP nó sẽ kéo về vùng 22.5 và các anh chị lưu ý là PPP nó cũng sẽ chỉ đánh khoảng tầm độ 3 đến 4 cây kéo khá là dốc và sau đó thì nó xả sấp mặt luôn. Nên là gì? Nên là chúng ta chỉ có thể mua được cổ phiếu này tại những cái vùng gì? vùng hỗ trợ thôi Còn khi mà cổ phiếu đã đua xanh 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 xanh, chúng ta hạn chế Lưu ý là như vậy à, Ông PBS ở đây, <laughs> đây là một cây nến đều trong ngày hôm nay thôi Còn về nhìn chung, về mặt kỹ thuật là PBS có hỗ trợ ở quanh vùng 25 Đấy các anh chị này, 25 này, 25 Uh, và trong tuần thì nó chạm uh, có hai lần nó phá vỡ vùng 25 nhưng mà nhìn chung là nó vẫn rút chân lại được như vậy cái vùng 25 là vùng hỗ trợ tương đối tích cực ở uh, trên góc độ kỹ thuật thì tuần tới có thể có vùng 25.5 nó sẽ quay trở lại test cung cầu ở đây và mục tiêu thì nó sẽ quay trở lại về lại vùng 28 đến khoảng vùng 28.3 hồi lại đây và chúng ta canh để chúng ta chốt nếu như mà uh, cổ phiếu quay đầu à uh, PVD ở trong tuần vừa qua tương đối đẹp và về mặt kỹ thuật đó thì nó sẽ có hai điểm test kỹ thuật của PVD PVD vùng 2.5 và sau đó thì biên 20.5 đến biên 21 và có một cái nến trong phiên ngày thứ ba. Nó test xuống cái vùng hỗ trợ này và sau đó nó rút chân lên. Uh, tuy nhiên cái uh, tuần thì nó lại gặp lại vùng 2.5 đến vùng 23 là vùng kháng cự nên gì ạ? Đây, nó đang bị chỉnh lại. Đó uh, và trên góc độ kỹ thuật thì uh, PPD sẽ có những nhịp chỉnh lại khoảng quanh vùng 21.5 còn để đánh giá cái kịch bản trong nhịp này pvd có đánh 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 lên được không á thì theo quan điểm kỹ thuật cùng là hoàn toàn có khả năng tức là nhịp này là 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 là, là, là tạo lập đi à, tay to đi chứ không được nói lái nói lái là phạm luật các anh chị nhá, không có lái liên gì đây à, gọi là tay to tức là những nhà đầu tư tổ tổ chức to họ nhiều tiền họ kéo cổ phiếu đấy là câu chuyện bình thường ai cấm đúng không ạ bây giờ mình có nghìn tỷ xem nào mình xúc vài phiên thì nó trả lên thì nó xuống à đúng không ạ ai cấm được tôi xúc tôi có nghìn tỷ thì tôi, tôi xúc đi đúng không ạ vậy thì ta chúng ta sẽ gọi là nhà tạo lập cũng được tay to cũng được cá mập cũng được nhưng cấm từ lái à, thì đối với PVD những cái yếu tố tạo lập của nó sẽ ở khoảng quanh 21.5 đến khoảng 22 và trong cái nhịp này bởi vì ông nhìn thấy rằng là cái dòng tiền to nó đã đánh vào cổ phiếu PVD rất là khỏe ở cái nhịp sóng này đó nhịp sóng này thì không có lý do gì mà nó vào nó chỉ đánh tiêu tiêu thế này cả đấy là về mặt quan điểm của anh chị nhá về mặt quan điểm và về mặt tư duy chiến lược là nó phải ít nhất nó phải kéo vùng 26 hoặc ít nhất nó phải 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 tầm vùng 30 đó cùng cứ mạnh dạn đề xuất cái phương án như vậy đi và chúng ta sẽ chờ xem tay to họ họ, họ sẽ làm như thế nào nhưng khả năng cao là nhịp này nó sẽ như vậy đây này nó giống như này đó vậy thì chỗ này nó 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 đã giữ lại được ở những vùng 21.5 thì đây là những yếu tố kỹ thuật và đáng lưu tâm đối với mã cổ phiếu PVD ở những cái mã cổ phiếu nào mà mình dừng lại mà mình nói nhiều hơn đó, thì các anh chị lưu tâm ơi ờ, bắt đi còn gì nữa các anh chị đúng không ạ Vùng 11.5 với vùng 11.8 hỗ trợ đây rồi cứ bắt đi Đó loanh quanh thì nó lên được đến đây vùng 12 ờ, mạnh nữa thì lên vùng 14 bán POV kép Dòng tiền như thế nào đây POV kép trong tuần thì nó sập luôn một phát về 13 năm 13.7 để hỗ trợ Điểm sâu hơn Ở đây là vùng 13.3 nhìn chung thì khả năng là tuần tới sẽ có ở giá 133 chưa tăng được bởi vì đường mát nó đi như này nó khó lắm, nó chỉ sập sình sập sình thôi, đấy nó lập, sập sình. quanh vùng 13 13 3. À, bsr thì trong phiên ngày hôm nay tăng khá là tốt, tuy nhiên là kết phiên thì lại hẻ hẻo cái này, hẻo quá hả à. Trong phiên thì sừng sững đi lên mà kết phiên thì hơi kém, nhưng mà ở đây thì chúng ta cũng có cái gì các anh chị các anh chị nhìn thấy đây, đúng không ạ? Đó, và chúng ta đã có uh, một cái vùng hỗ trợ cái thuật 22 nếu như chúng ta cân 22 đó và đến bây giờ kết thuyền ở 22.8 thì lãi một tí tẹo đúng không cũng không lỗ uh, đó hỗ trợ thì chúng ta cân thôi cân ít ít thôi chứ còn giai đoạn này thì cũng không mạnh bảo được đâu nói cứ từ từ uh, nhìn chung với cái xu hướng này thì biết giờ tuần tới khả năng nó sẽ có thêm ở quanh vùng 22,3, 25 đó và nó nó test cung chỉnh này ở đây. Rồi chúng ta sẽ chờ thêm cái khả năng nó có bứt được cái vùng 24 cộng hay không. Cái đấy nó phụ thuộc vào index của chúng ta có giữ được vùng 1200 điểm hay không. Đó rất là quan trọng. Ờ thì nhìn chung nhóm P thì chúng ta sẽ lưu tâm đến BSR, OI và PVD. Đấy là những cái mã cổ phiếu khá là hay. Đang còn những cái tín hiệu kỹ thuật có thể mua. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích sang nhóm ngành bất động sản xây lắp đầu tư công thì trong thời điểm hiện tại nhóm đầu tư công đang là sáng sủa nhất các anh chị nhá. Những cái mã cổ phiếu mà mang cái dáng dấp đầu tư công là trong cái tuần vừa qua nó đang giữ uh, được nhịp, giữ được giá tương đối là tốt và đấy là những cái mã cổ phiếu mà uh, chúng ta nên gom để tham gia đầu tư trong cái nhịp này. Uh, DG thì không có gì thay đổi cả. Uh, trong tuần thì nó đã đây đúng không ạ? Đây cái đến ngày thứ hai thì chạm đúng cái hỗ trợ mà chúng ta dự báo 31.5 thì rút chân lên. À, cũng ngon phết đấy nếu mà chúng ta đánh T0 31.5 mua lên đến 33.5 này Nó có phiên 33.5 Đó được 2.000 trên cổ phiếu 2 trên 31.5 xem được bao phần trăm ta 2 trên 31.5 Ô cũng được 6% Bằng lãi suất gửi tiết kiệm 1 năm Nếu như chúng ta chỉ đánh lơi vơi gọi là T0 T1 ở đây Đúng không ạ? Cũng ngon đấy Đó, Đây giờ Xeo thì cũng không có gì đột biến cả các anh chị nhá Đây vùng 25 26 à, Dự báo thì tuần tới khả năng là vẫn còn biên này dòng tiền đang rất là thấp ở đây tốt rồi dòng tiền nó càng bé càng tốt bởi vì bởi vì sao ở trong cái giai đoạn này là những cái giai đoạn mà theo những quan điểm thuật cùng thì nó đã có một cái sự tích lũy nhất định của dòng tiền lớn và sau đó nó xáo trộn và nó đạp hết để cho nhỏ lẻ ao hết ra và trong cái giai đoạn mà nhỏ lẻ ao hết ra thì cái 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 thanh khoản nó càng thấp nó càng tốt thì đấy sẽ là những cái cơ hội để mà đội nhóm tạo lập họ họ gom và chỉ cần một cái phiên nào mà nó bùng nổ về mặt uh, kỹ thuật và về bùng nổ về mặt khối lượng nó thì phiên đó sẽ là phiên mà chúng ta sẽ uh, đi theo đi theo các anh uh, đi theo anh to uh, HBC ở trong thời điểm hiện tại phiên ngày hôm nay tốt HBC thì uh, phiên ngày hôm qua có khuyến nghị gom thêm uh, HBC ngày 14 tháng 9 là ngày 14 tháng 9 là có những cái điểm uh, hỗ trợ kỹ thuật quanh vùng 18 19, 19, 4 Xong trong phiên uh, Ngày hôm qua Ngày 21 tháng 9 à, Ngày kia thì uh, các cái tài khoản Mà đang cầm ví dụ VCG, FCN, C2 NBB, LCG ITC, C4G, DXG -D HBC uh, Thì khi thị trường uh, Nhà cung thì chủ động ăn thêm Đấy là những cái khuyến nghị ở trong phiên giao dịch Ngày 21 tháng 5, lúc đấy thì không biết mấy giờ Nhớ buổi sáng À, bữa buổi sáng khoảng 9 giờ 40 gì đó thì lúc đó thì mình bắt đầu ngắm những cái 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 tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu này à, thì ok à, HBC trong tuần vừa qua thì cái gì đây anh, anh chị ở vùng 17 6 đến vùng 18 là nó đã giữ chân khá là tốt đó trong những phiên giao dịch ngày thứ hai thứ ba à, và vùng 18.5 à, giữ tương đối ổn và đến phiên ngày hôm nay thì là một phiên mà lực cầu ổn tín hiệu giá đạt À, cái câu chuyện là sau một phiên như này thì nó sẽ cần thêm những cái phiên tiếp theo. Đó những cái phiên tiếp theo cũng sẽ là những cái phiên hết sức là quan trọng và uh, các cái tuần tiếp theo sau những cái đợt sau cái nhịp mà nó gì ạ, nó 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 chỉnh cung thì các anh chị nhìn thấy thanh khoản bắt đầu thấp lên và sau khi chỉnh cung xong thì chúng ta sẽ chờ đợi những cái sự bùng nổ của cổ phiếu. Ví dụ như vậy tuần tới mà nó lại giao dịch từ 6 triệu, 10 triệu xong lên 15 triệu thì cái khả năng mà nó bách cái vùng 20.7 này là rất là cao. Đó gọi là tín hiệu như thế nào thì chúng ta sẽ ngả theo chiều đó ngả ngả nghiêng nghiêng đúng không anh chị chúng ta đừng có cứng nhắc chống lại là chết ngay đánh nhau với cối xe gió ngay à, đối với đất xanh chúng ta vẫn có một cái tín hiệu lạc quan ở quanh vùng 24 đồng thời chúng ta có một tín hiệu kháng cự ở vùng 26.5 phiên kết tuần thì đánh hơi lạc lạc tông phiên ngày hôm qua thì đánh tốt nhưng phiên ngày hôm nay thì xả hết cái cái sự tăng giá của ngày hôm qua À, đối với DXS ở đây vẫn đang hoàn toàn trong tầm kiểm soát đó là vùng 20-20.5 Và cũng hoàn toàn phù hợp với ý đồ lực cầu tiếp tục thấp Đấy là tín hiệu tốt và chờ đợi khả năng là đất xanh sẽ chờ à, DXS sẽ chờ đợi đến lúc mà um, Index rồi chứng khoán nó quay trở lại thì lúc đó khả năng là tạo lập họ sẽ bắt đầu họ bơm tiền vào Để họ kéo lại cổ phiếu à, Đối với SCR chưa có nhiều động lực 9-7 đến vùng 10 xu hướng nó sẽ còn đi ngang tiếp lDG trong tuần đã chỉnh cung về quanh vùng ta, vùng 9 đóng cửa vùng 8.98 tức là một chiếc soát vùng 9 ở đây có cái nến hồi Tuy nhiên là lực hồi này chưa thực sự thuyết phục với cái dòng tiền nó khá là thấp dòng tiền của LDG mà đánh như thế này thì làm sao mà lên được rồi LDG nó phải quẩy khoảng tầm 30 40 triệu cổ phiếu nó hoặc ít nhất phải tầm 20 30 triệu cổ phiếu thì khi đó đây ít nhất phải tầm 14 15 triệu cổ phiếu nó gom dần này thì nó nó mới đánh được chứ còn ví dụ như đang lèo tèo thế này thì chưa đánh được. Đó. Và đây là đang như là những cái giai đoạn tích lũy và chúng ta chờ đợi cái dòng tiền nó lớn hơn, nó to hơn đúng không ạ? CI thì cũng đã được khuyến nghị bắt thêm ở trong phiên giao dịch ngày 21 tháng 9. Ở khi đó thì CI cũng đang có một cái hình thành ở biên ở 21 21.5. ở đây là cái vùng biên tích lũy cũng tương đối là đẹp, tương đối đẹp tương đối ổn. À, đối với C2 lúc này thì cái điều quan trọng nhất đó là dòng tiền. Đó, hiện tại thì cái dòng tiền nó sẽ là một cái yếu tố quan trọng nhất và à, nó phải break được một số các cái ngưỡng kỹ thuật ví dụ như vùng 22 cộng. Phiên ngày hôm nay thì nó đánh tương đối đẹp lên vùng 22.5 rồi. Nhưng mà kết phiên thì nó không giữ được cái thành quả nên hơi tiếc một tí. Chứ còn phiên này mà đóng ở khoảng 2.5 thì cực kỳ đẹp đó các anh chị. Ờ à, thôi, ok không sao. Ở tuần tới vùng 21.5, 21 anh chị có thể à chiến đấu thêm à, đối với nbb nbb ở giai đoạn hiện tại trong tuần cũ là nó có hai phiên bắt khá là tốt tuần này thì nó nhà cung à, nó nhà ở quanh vùng 18.5 cũng tạm ổn và kết tuần ở vùng 19.5 nhìn chung thì như vậy là đẹp rồi kỳ vọng là tuần tới thì nó sẽ ổn định ở vùng 19.5 và nó sẽ có một cái lực kéo lên và mục tiêu thì chúng ta sẽ ngắm uh, tiếp cái kháng cự của nó đó là vùng 22 đến khoảng vùng 23 kỳ vọng uh, cái nhịp này là như vậy còn uh, kỳ vọng xa xa hơn cái này là xa xa hơn với điều kiện là index của chúng ta phải có cái sự tăng thưởng thì Nó có thể quay lên vùng 30 tuy nhiên là cái kịch cái, cái bản này thì cứ từ từ đó Đối với FCN tuần này thì nó cũng đã chính thức là đạt được cái vùng giá mục tiêu là 17 trên 17 và nó đang Có cái sự chỉ cung khá là nhẹ nhàng Nhìn về dòng tiền thì như vậy đây đang là những cái phiên xáo trộn của tay to thôi và Chúng ta kỳ vọng ở đây nó là sẽ Uh, test lại ở quanh vùng 16 và từ vùng 16 này thì chúng ta sẽ tiếp tục có ở vùng 17 và vượt lên cái kháng cự 18 và uh, đối với FCN thì chúng ta sẽ có những cái ngưỡng về mặt kỹ thuật uh, ở quanh khoảng vùng 17 18 và đến khoảng vùng 20. Uh, khi nó bách được cái vùng 20 thì khi đó là đẹp, khi đó thì là khi đó thì thì cái dòng tiền đánh chắc chắn nó sẽ đánh phê đấy, nó sẽ đánh từ tầm 10 đến 15 triệu một phiên. FCN liên quan đến đầu tư công, VCG VCG đến thời điểm hiện tại cũng đang khá là đẹp Dòng tiền đang bắt tương đối là ổn rồi Ở phiên ngày hôm nay lại tiếc nuối một tí Đó, Phiên ngày thứ hai tiếc rồi Phiên nay lại tiếc tiếp Bởi vì sao? Nó đã có thời điểm đánh lên vùng 26.8 tám. À, tuy nhiên kết phiên thì lại về lại vùng 25.2 Như vậy là có cái sự tiếc nuối Rất tiếc nuối ở đây Dòng tiền phiên nay nó đánh tầm 10 triệu rưỡi là cũng như vậy là cũng đạt rồi uhm tuần tới tuần tới thì kỳ vọng là chúng ta sẽ kỳ vọng ở cái góc độ là có một cây nến tuần ngồi lên trên vùng 26 cộng thì khi đó thì khi đó chúng ta sẽ có thêm cái cơ sở để chúng ta phân tích lên vùng 30 rồi break được vùng 30 thì chúng ta mới có cơ sở để chúng ta phân tích lên vùng 35 đó là những cái ý đồ tiếp theo mà chúng ta sẽ dự kiến đối với mã cổ phiếu VCG cổ phiếu CNGO4 cũng tạm ổn phiên ngày hôm nay cũng có một cái sự tiếc nuối đó là lên được 15 9 rồi mà không mười à, bốn 14 rồi mà không bứt được cái vùng 15 À, còn đối với C4G nó cũng đã có một cái giai đoạn uh, hình thành tích lũy đi ngang ở đây và cái vùng hỗ trợ 126 rất là tuyệt vời sau đó vùng 133 uh, tiếp theo đó là vùng 136 đó là những cái vùng hỗ trợ rất là đẹp của CNGO4 và kỳ vọng ở đây đó là đánh vượt thoát vùng 15 test lại 15 và hướng về vùng 18 thì uh, ngắn hạn là chúng ta ngắm ngắm như vậy đã uh, cái đích đến của CNGO4 đang kỳ vọng ở quanh vùng 18 chờ thêm cổ phiếu G36 G36 tuần vừa qua chia cổ tức nhưng mà G36 thì trong cái giai đoạn hiện tại thì nó cũng đang ở một cái góc độ gọi là gì tích lũy tạo nền thôi chưa có nhiều động lực đây tiền nó đang đi như này thì nó chưa đánh được nó tiền đang đi như này chưa đánh được và phải khi nào mà nó hút hút khoảng tầm độ 4 triệu cổ phiếu nói chung G36 nó phải còi quẩy khoảng tầm 4 triệu cổ phiếu đó thì khả năng chúng ta phải chờ sau một cái giai đoạn mà tạo lập họ gom hàng đây các anh chị, đây là cái giai đoạn mà tạo lập vỏ gom này. Đó. Thì uh, chúng ta cũng uh, kỳ vọng xem nào. Ở đoạn này gom cũng tương đối rồi đấy, đấy. Đó, gom cũng cũng tương đối rồi đấy và sau một cái giai đoạn gom đủ lớn như này thì lúc đó chúng ta mới có những câu chuyện của G36 chúng ta cứ kiên nhẫn để theo dõi thêm. Ờ uh, rồi TDH nào TDH thì uh, vẫn như vậy thôi <laughs> vùng uh, 5.38 5.7 vùng hỗ trợ ở DRH các anh chị lưu tâm nhá, ở DRH là tuần tới là bắt đầu quẩy này, quẩy được rồi. À, nó xả về đến đây là cũng tương đối rồi. Đó, vùng hỗ trợ 7.3 và tuần này nó đang có thiên hướng là break lại vùng 8. À, cái điều quan trọng nhất ở đây đó là sau một cái giai đoạn nó bị uh, chỉnh cung đúng không? Tiền đang thấp rồi và điều quan trọng nhất là chúng ta cần thêm cái sự quay sự, sự quay trở lại của dòng tiền lớn ở đây đó tay đo nó quẩy ở đây thì khi đó là chúng ta sẽ mua cấp tập ở đây bởi vì đây là những cái vùng hỗ trợ thấp rồi đó, ít nhất là chúng ta mua ở vùng 8 mà đó chờ chúng ta mua vùng 8 mà ra vùng 10 như vậy 2 trên 8 cũng được khá khá các anh chị 2 trên 8 là cũng được 25 phần trăm u cha ngon quá ngon đấy từ vùng 8 mà lên đến vùng 10 đây kháng cự đây đó ví dụ thế trăm triệu làm 25 triệu đó, về mua bim bim cho con thoải mái ừ. đúng không ạ Ờ HDG, HDG ôi trà HDG trong tuần vừa qua thì bị mất vùng 50 và đó các anh chị nhìn thấy chưa? Khi cái vùng hỗ trợ kỹ thuật nó bị mất đi thì đây sẽ là những cái câu trả lời rất là cay đắng. <laughs> Như vậy thôi, nó không có cách nào cả. 43.5 sẽ là hỗ trợ kỹ thuật. Khi vùng 50 bị phá thì là sẽ 43.5, 43.5 bị phá thì nó sẽ ở đâu? Nó sẽ ở 41 đến khoảng vùng 42. À, nhìn về xu hướng này thì tuần tới um, cũng 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 còn còn ấm ờ tức là nó sẽ có những cái lực long lên rồi xả xuống long lên xả xuống ở đây để chúng ta đánh giá thêm cái khả năng chịu tải của con này quanh 43.5 năm uh, Long, à đâu HDG HDC HDC cũng cũng bị xả HBG trong tuần vừa qua bị xả thì đối với HBC sau khi nó test lại đây là vùng 1 5 bị mất thì nó sẽ đi về vùng hỗ trợ gần ở đây đó là vùng 41 À, nhìn về tín hiệu này thì nó cũng chưa chưa ổn đâu các anh chị chưa thực sự ổn đâu nó vẫn sẽ còn những nhịp long lên xả xuống long lên xả xuống ở quanh cái vùng 41 41 42 này đó sau đó thì chúng ta phải cần có thêm những cái tín hiệu ví dụ như là đường ạ đường mát nó đang đỏ cái này nó phải quay sang xanh ít nhất là như vậy đấy là cái tín hiệu tối thiểu chứ không phải là mỗi cái đường này nó quay sang xanh thì cổ phiếu nó tăng đâu à, nhưng mà ít nhất là như vậy đó. xem nào Nam Long à, Nam Long chưa ổn 55 tín hiệu như này cũng chưa ổn tuần vừa qua thì nó chỉnh về vùng 35.5 ở đây và khả năng thì nó vẫn còn có những cái điểm test về khoảng quanh vùng 34.5 34.5 khoảng vùng 35 trước khi mà nó hình thành lại một cái lực tăng ở đây à, nhìn chung là phiên qua có một phiên hút cầu khá là tốt đấy và nó sẽ có một vài ba phiên quay trở lại test cung ở đây và lực cầu quay trở lại thì các anh chị bắt mạnh đây không bởi vì khi đó thì chúng ta hoàn toàn bắt để chúng ta tận dụng một cái nhịp nhịp tăng t cộng ở đây Uh, KDH KDH thì uh, thủng vùng 34, trong tuần vừa qua nó bị mất vùng 34. Đó uh, và nó hạ về vùng 30. Có thể có lực long lên, xả xuống long lên, xả xuống ở đây để kiểm tra lại cung cầu quanh vùng 30. Nhìn về lực bán của năm uh, của KDH trong thời điểm hiện tại là tương đối mạnh các anh chị nhá, tương đối mạnh đấy. Nên là các anh chị lưu tâm và uh, đường MACD cũng đang cắm đầu đi xuống như vậy, nó là diện, nó là rất rất là rất rất là 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 là, là là cái cái tốc độ mà rơi giá nó rất là mạnh, chúng ta hết sức lưu tâm. À, ok, như vậy trong nhóm ngành bất động sản xây lắp thì chúng ta sẽ chú ý đến cái nhóm đầu tư công gồm có một số các cái mã cổ phiếu ví dụ như FCN, VCG, C4G. À, đó, à, C2NBB các cái nhóm về hạ tầng ví dụ như vậy à, thì chúng ta sẽ lưu tâm thêm. đấy là những cái nhóm mà hiện tại thì mình thấy dòng tiền đánh đang tương đối là ổn áp. À, rồi bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích sang nhóm ngành banh và nhóm ngành chứng khoán thì như các anh chị em của chúng ta cũng biết rồi à, nhóm banh thì trong thời điểm hiện tại cũng không có quá nhiều những cái động lực à, lãi suất huy động tăng à lãi suất huy động tăng và thấy rằng là các cái nhà banh cũng đang khá là khát vốn à, còn các cái chính sách vĩ mô để mà gọi là ủng hộ cho nhóm banh thì trong thời điểm hiện tại nó gần như không có à, chính vì vậy nên là nó cứ lừng hừng vậy thôi cũng chưa có nhiều cái động lực để nó tăng được À, đối với Vietcombank thì nó mang cái tính chất tạo lập về thị trường là nhiều phiên Ngày hôm nay thì uh, Chắc là các bác uh, To sọt phái sinh nên là đạp Vietcombank uh, Trong tuần thì Vietcombank cũng đã có những điểm giảm lại vùng 80 nhưng mà nó không bứt lên được Tức là nó chỉ lên được vùng 80 thôi chứ nó không bứt được Thì chúng ta tạm thời chúng ta bỏ cái, cái trên kia để chúng ta nắm được Và sau đó nó quay lại chỉnh, chỉnh thì nó lại ạ Mất vùng 78, khi cái câu chuyện là vùng 78 nó bị mất đó, Thì cái câu chuyện là nó sẽ đi về cái vùng hỗ trợ sâu hơn, đó là khoảng quanh vùng 74 Ừ, còn có về ở cái vùng 71 đến khoảng 71.5 hay không thì câu chuyện đó sẽ chờ thêm chờ thêm anh chị nhá chờ thêm tín hiệu vùng 74 thì mình sẽ đi phân tích cái tín hiệu đó hoặc là có thể ở vùng 72 đó về đến vùng 74 chúng ta sẽ đi phân tích tiếp MBB trong tuần thì MBB đã quay trở lại vùng 21 theo dự báo và cái điểm quay này thì nó cũng chưa thực sự là tích cực đâu dòng tiền đang kém đường MACD thì vẫn đang cắm đầu ờ, nên cái xu hướng là nó sẽ kiểm tra tiếp tục test cung chỉnh nền ở quanh vùng 21 trong trường hợp bị thủng thì anh chị phải tính toán thêm chúng ta sẽ tính toán thêm cái hỗ trợ dưới này đó là quanh vùng 20 cái câu chuyện nó như vậy thôi nó không có gì cả đó hỗ trợ trên mà bị thủng thì nó sẽ gì ạ nó sẽ đi xuống cái vùng hỗ trợ nó thấp hơn đấy là quy luật vận động của cổ phiếu và không ai chống lại được cái quy luật đó lưu ý là như vậy ở đối với BIDV trong tuần vừa qua thì biết đã uh, test lại vùng 35 đóng cửa khoảng vùng 34.75 như vậy là cũng xích xoát đến cái vùng hỗ trợ này mặc dù là trong tuần thì nó đã có những cái điểm gì ạ điểm chạm về vùng hỗ trợ sâu hơn và với góc độ kỹ thuật như thế này thì nó cũng khá là khó đường mát thì đang Úi ui ui 33.5 đến vùng 34 đấy là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở tuần mới À, công thương thì cũng đã quay trở lại về vùng 25 và vùng này thì nhìn giao dịch như này thì cũng chưa ổn lắm. Đường mát cũng như vậy, chưa có cái sự nào gọi là cái sự chuyển pha thực sự là tích cực ở đây. Chính vậy nên là tuần tới sẽ tiếp tục kiểm tra tiếp ở vùng 25. Trong trường hợp thủng 25 thì phải tính toán ở vùng 24. Tích à, Techcombank cũng không có nhiều động lực. Nhìn chung là xu hướng vẫn tiếp tục sụt giảm. Tuần vừa qua thì nó đã bị mất vùng 35, 35 bị mất thì nó sẽ đi về vùng 33. 33 hoặc là vùng uh, uh, vùng ba 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 đây đây cái chị đây 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 đó thì uh, cái uh, cái cái mũ này đó, ta, ta mang về bên này đó để chúng ta dự báo một cái 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 cái, cái xu hướng là khả năng khi về đến đây thì uh, là vùng hỗ trợ mà nên là họ họ sẽ bắt bắt trở lại đó bắt trở lại thì chúng ta sẽ hạn chế bán ra đúng không TP thì trong tuần vừa qua cũng khá là xấu TP bị mất vùng 26 ở à, vùng 26 bị mất thì nó phải hạ về đâu nó phải hạ về 24.7 và về về vùng 24.7 rồi á thì cũng chưa chắc đâu trong trường hợp ví dụ như thị trường xấu index bị thủng vùng 1002 chẳng hạn và nó lại xuất hiện một cái cây nến như thế này ví dụ nhá đó thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục phải thay đổi À, cái xu hướng cũng như cái kịch bản như vậy thì nó sẽ đi về những cái vùng hỗ trợ sâu hơn ví dụ nhá ở đây ông nói ví dụ thôi đó thì khi cái câu chuyện mà cái vùng 24.7 bị phá thì nó sẽ khả năng cao nó sẽ về khoảng quanh vùng 22 đấy nó sẽ về khoảng quanh vùng 22 như vậy là gì chúng ta phải lưu tâm STB cũng không có nhiều động lực trong tuần vừa qua khi mà STB rơi mất ở vùng 22.2 thì nó sẽ về 21.5. Nhưng tại cái vùng 21.5 này thì nhìn cái sự tích lũy nó cũng không ổn áp lắm. À, có thể nó sẽ long lên, sọt xuống ở đây, long lên, sọt xuống ở đây và nó tiếp tục uh, kiểm tra lại cái vùng hỗ trợ cái gọi là vùng hỗ trợ 21, 21.5. Trong trường hợp mà cái vùng đó mà nó bị thủng thì phải tính toán về vùng 20.5 ở đây. Thậm chí là trong trường hợp mà xấu thì STB uh, hoàn toàn có thể ạ? nó hoàn toàn có thể quay về kịch kịch kim ấy, tức là nó nhả hết cái nhịp tăng này, nó nhả hết cái nhịp tăng này thì nó sẽ ở khoảng vùng 19.2 đến khoảng vùng 18.7. À, nói như vậy để làm gì? Nói như vậy để các anh chị, chúng em chúng ta đừng có vội vàng bắt đáy, bởi vì cái câu chuyện bắt đáy nó rất là nguy hiểm. Chỉ có trừ khi là gì ạ? Chúng ta có vị thế và chúng ta phân tích ở uh, tại những cái thời điểm mà dự báo cái khả năng cổ phiếu nó sẽ xoay chuyển lại cái tình tình thế. Còn cái tình thế này nó chưa xoay chuyển Khi mà đường mà ACD nó vẫn cắm đầu đi xuống như này Thì tình thế nó vẫn chưa xoay chuyển Nên là chúng ta cứ bình tĩnh Hoặc nếu có bắt thì chúng ta phải phân bổ lực bắt ra Ví dụ 21.5 ta bắt này Sau đó thì khoảng quanh 20.5 chúng ta bắt này Vẫn còn lực này Và nếu như trong trường hợp xấu mà cổ phiếu về 19.2, 18.7 Chúng ta vẫn còn lực để bắt Để làm sao ví dụ như trong trường hợp đó Một cái kỳ vọng thôi Tất nhiên là một kỳ vọng này thì nó nó là tương lai không ai biết được cả ở bên đây và dòng tiền nó lại lùng cùng lùng cùng và nó lại bắt đầu hình thành một song tác ở đây thì có phải là chúng ta bắt dần dần ở đây thì như vậy là à, sau đó cổ phiếu phục hồi ở bên này ở ở cái ngưỡng ở bên này thì chúng ta sẽ lần lượt chúng ta bán hàng ra đúng không ạ à, ở liên việt postbank cũng như vậy thôi à, không có nhiều các yếu tố đột biến ở đây 13 7 14 vẫn đang là những cái hỗ trợ ngắn trong trường hợp mà nó bị phá vỡ vùng 13 7, thì chúng ta phải tính ở quanh vùng 13 và cũng không loại trừ cái khả năng trong cái tình huống uh, trong cái tình huống và xu hướng uh, thị trường hiện tại thì nó có thể nó sẽ trả hết uh, trả hết cung thì nó sẽ ở khoảng quanh vùng 12 đến khoảng vùng 23 để chúng ta lưu tâm nhưng mà uh, cứ từ từ chúng ta phải đánh giá qua từng cái giai đoạn và từng cái tín hiệu kỹ thuật thì chúng ta mới mới có những kết luận nó ví dụ như vậy nhưng mà uh, trong trường hợp ví dụ trong tuần tới nó nó dập dìu ở đây xong đó nó xuất hiện một cái gì ạ nó xuất hiện một cái cây nến đánh rất là mạnh à, cùng với cả dòng banh nó hồ hởi phấn khởi nó đi lên Đấy, một cây nến xanh à, xuất hiện như thế này với dòng tiền đánh ở đây nó rơi vào tầm độ 20 triệu cổ phiếu đó thì thì như vậy là cái kịch bản của 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 nó nó thể nó lại rẽ ra một cái hướng khác đúng không gọi là sang hướng tích cực đó nhưng cái câu chuyện là nếu mà nó lại không có một cái đến như thế này mà nó lại thẳng xuống ở dưới này thì nó lại rẽ sang một cái xu hướng khác đó là xu hướng tiêu cực vậy thì khi tích cực thì chúng ta sẽ làm gì và khi tiêu cực thì chúng ta sẽ làm gì đấy là những cái câu hỏi rất quan trọng ở trong quá trình đầu tư chứ không phải là đúng ở sai cái gì ở đây cả nó chúng ta phải đưa ra kịch bản cho chúng ta đó tích cực thì chúng ta làm gì tiêu cực thì chúng ta làm gì đó ông shb cũng như vậy thôi ba à, thằng này nó tích lũy khá là giống nhau 13 13.3 và nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy đó à, giống như thằng STB ví dụ như nó thủng đánh break vùng 14 thì nó là kịch bản tiêu cực nhưng mà nó có cái nến bị gãy vùng 13 thì nó lại là kịch bản tiêu cực đó à, BBB thì chắc còn tích lũy dài ở vùng 12 và biên ở đây 12 năm 12 8 chưa có nhiều yếu tố đột biến như vậy thì nhìn qua về nhóm banh thì tuần tới thì ít nhất là phải chờ thêm cái dữ liệu của phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba ít nhất là hai dữ liệu của hai phiên đó nếu như dòng tiền đánh vào và cổ phiếu bật tăng trở lại thì khi đó chúng ta mới uh, chuyển sang một cái trạng thái nó tích cực hơn còn trong thời điểm hiện tại thì nhìn chung nó đang nằm ở cái ngưỡng gọi là tích lũy tạo nên đó kỳ vọng là như vậy đừng có thủng chứ còn thủng là mệt nhóm banh mà thủng là, là thị trường nó còn đi xa nhưng mà nó giữ lại được thì như vậy là thị trường của chúng ta sẽ cầm cự trong cái thời gian chờ đợi những cái tín hiệu kỹ thuật À, tốt hơn tối ưu hơn từ à, chỉ số Dow Jones. À, rồi à, rồi chúng ta sẽ đi phân tích sang nhóm ngành chứng khoán. thì hiện tại thì nhóm ngành chứng khoán đang là cái nhóm ngành mà nhìn 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 gọi là gửi gắm được cái gọi là là cái niềm tin yêu lớn nhất. nó mong là em ấy sẽ phục hồi và nó sẽ tăng mạnh để mà nó em ấy hỗ trợ thị trường thôi. đó thì um, sau một cái nhịp chỉnh thì nhóm này nó bắt đầu chạm lại những cái vùng hỗ trợ tương đối ổn và với cái vùng hỗ trợ đó thì chúng ta kỳ vọng là gì ạ dòng tiền lớn sẽ bắt đầu bắt trở lại và cái sự rơi của cổ phiếu nhà đầu tư sẽ ngừng bán đi ở tại những vùng hỗ trợ thì đối với VCI trong tuần thì VCI đã xuất hiện kịch bản là gì ạ VCI phải phá vỡ vùng 35 phá vỡ vùng 35 thì nó sẽ đi về đâu 31.5 đến khoảng vùng 32 ờ, uh, chạm vùng này VCI có hai cái sự bật lên và hai cái sự nhả cung uh, do đó chính vậy nên tuần tới thì khả năng vẫn còn 31.5 đến khoảng vùng 32 để chúng ta đánh giá HCM uh, uh, HCM nhìn về tín hiệu thì uh, đang khá là tích cực trong tuần vừa qua khi mà đang từ đường mát đỏ sang mát xanh như vậy là tạm tạm ổn rồi À, cùng với đó thì nó có vùng hỗ trợ 24 24.5 khi chạm về đây và khi chạm về đây hai tuần nó đều chạm về cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này thì nó đều diện đều có sự bật lên à, Tuy nhiên là ở đây thì nó lại gặp lại đây là cái cản này đây là cái cản này đó, à, hai cản này gặp nhau thì như vậy là nó lại tán cho thì đây là cây nến đỏ thì đây cũng là một cây nến đỏ vậy thì cây nến của ngày thứ hai và ngày thứ ba nó sẽ như nào ví dụ nó bật ngược lên thì như vậy là chúng ta sẽ hướng đến à, cái kịch bản tích cực đó là sẽ công vùng kháng cực 29 28 tháng 5 vùng 29 nhưng mà nó lật lại nó đỏ tiếp thì như vậy là gì ạ ở vùng 25 7, 26 sẽ tiếp tục quay về test thậm chí là nó có thể quay trở lại test hết cung như thế này đấy là câu chuyện rất là bình thường gọi là mô hình gì ạ mô hình ba đáy đó à, SHS nó chỉnh cũng hết rồi SHS là cũng xả như này gần như hết rồi đó xả về đến vùng 10.5 là gần như hết đó, trong tuần vừa qua thì nó cũng đang uh, xì xà xì sụp ở quanh vùng 11 đó, được. Như vậy mục tiêu ngắn hạn thì sẽ công về khoảng vùng 12, sau đó thì uh, chỉnh uh, nháp nháp ở đây một tí, đó, nháp nháp ở đây một tí rồi uh, cung cầu ổn định là bắt đầu kéo lên. Như vậy đây là cái vùng mà ATHS chúng ta cũng có thể bắt đầu chém cá. Uh, SNI SNI <laughs> thì sau khi mà đạt được mark target ở vùng 26, phân tích quả này cũng 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 khá là tốt đó sau đó nó chỉnh này thì bây giờ nó đang chỉnh cung thì nó chỉnh dần dần thôi nó sẽ hạ độ cao dần dần đó và qua từng tuần thì chúng ta sẽ đi phân tích nó tuần này thì nó hạ độ cao về đâu về hỗ trợ 19 nó năm vùng 20 và đã bắt đầu nó có cái sự bứt phá đi lên à, Tuy nhiên cái sự bứt phá này thì nó cũng chưa thực sự là khởi sắc đâu tuần tới khả năng nó sẽ vẫn có vùng 20.4 còn nếu mà yếu hơn thì nó vẫn có mùng 19 năm vùng 20 và chờ đợi thêm cái tín hiệu đường MA nó chuyển pha xu hướng ở đây và kết hợp với yếu tố dòng tiền. Ví dụ như là nó đánh uh, về đến tầm này nó lại bắt lại khoảng tầm độ 30 triệu cổ phiếu trên một phiên thì uh, như vậy là cũng tươm đấy. Cứ bình tĩnh từ từ. Khả năng thì tay to cũng đang đang gom một số hàng của SSI rồi và họ sẽ chờ những cái thời cơ tốt để họ đánh lên thôi. VND cũng uh, tiệm cận về ở đây là vùng 17.5 đến vùng 18 là vùng hỗ trợ đấy các anh chị này, vùng hỗ trợ rồi. Uh, và với một cái tín hiệu như vậy, đường MACD chỉnh uh, chuyển pha và uh, tín hiệu giá nó kéo vượt lại vùng 19 sáu đến vùng 20 sau đó test trả lại cung. Thì uh, tuần tới uh, đây là vùng hỗ trợ thì những cái tài khoản mà chúng ta cầm thì hoàn toàn chúng ta có thể canh gom canh mua. Hỗ trợ thì mua và kháng cự thì uh, bán ra. Uh, FTS ở đây cũng đã chỉnh cung uh, Các anh chị nhớ đúng không ạ uh, Hùng đã có phân tích cho các anh chị Nếu mà chúng ta đang cầm FTS thì vùng kháng cự của nó là vùng 40 Đó thì vùng này bán đi Không phải là bây giờ mới nói vùng kháng cự 40 đâu các anh chị nhé Các anh chị cứ, cứ xem lại những bản tin tuần cũ đi uh, Nó có sao thì chúng ta cứ nói sao Mà nó trăng thì chúng ta nói trăng Không có gì phải tranh luận đúng sai ở đây cả Và cũng không ai giỏi ở đây cả Tất cả là bình thường Uh, và Hùng cũng thấy rất là buồn cười uh, một số các đồng chí là là tự nhận mình là thầy đó uh, xong đấy là thầy gì gì thầy thầy ôi nhiều thầy lắm lên YouTube là nhiều thầy lắm và ai cũng vỗ ngực bảo rằng là tôi là thầy tôi dạy lại các bạn rồi uh, tôi mở các cái khóa đào tạo thế này thế kia các bạn nhanh chân lên đi theo tôi học học xong để tôi 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 tôi, tôi dạy cho các bạn là các bạn cầm 1 tỷ các bạn kiếm 10 tỷ vân 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 đấy mới là những ông lùa gà đó các anh chị đó chưa có một cái gì đã gọi là thầy mình chỉ là một cái hạt cát nó rất là nhỏ ở giữa cái biển khơi thôi đó các anh chị và 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 chúng ta có cái góc độ chia sẻ với những cái nhà đầu tư họ ít kinh nghiệm hơn còn bản thân cá nhân như hùng lê hùng lê cũng phải học rất nhiều từ các anh chị đó từ những người họ trưởng thành họ có thể là họ trong cái lĩnh vực chứng khoán họ kém hơn nhưng trong các cái lĩnh vực khác lĩnh vực về xã hội lĩnh vực về công việc khác lĩnh vực về tài chính khác họ là những người rất giỏi nên là các anh chị nếu mà 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 nghe được đó thì chúng ta cũng những cái không biết là có rất nhiều đấy các anh chị gõ youtube cái là thấy thầy hết làm thầy hết mặc dù chả có một cái cái sự đào tạo nào hết bản thân như hùng lê hùng lê có được đào tạo đâu tất cả là những cái chia sẻ này là những cái chia sẻ rất là thực tế và mình gặp ở trong quá khứ rồi trong hiện tại thì mình tích lũy lại và mình cảm thấy rằng à ở đó là cái hỗ trợ thì hùng chia sẻ đó là hỗ trợ à ở đó là kháng cự rồi ở đó là những cái vùng tốt thì chúng ta nên mua vào ở đó những cái vùng xấu thì chúng ta nên bán ra đấy là đấy là những cái chia sẻ về mặt tham khảo thôi chứ còn tất cả những cái quyết định là ở nhà đầu tư đó và Uh, và và những cái mong muốn của mình nó là mong muốn làm sao để cho cái cộng đồng nhà đầu tư của mình ngày càng lớn lên rồi những anh chị em mà đi sau nó chưa có kinh nghiệm á thì nghe được những cái chia sẻ của mình thì họ sẽ bớt cái sai đi à, ngắn gọn thì có như vậy thôi ba à, rồi 32 tuần tới thì khả năng sẽ có quanh vùng 32 32 33 ba uh, MBS 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 ở đây MMS ở đây là suy soát là lên được cái target 22 nhưng mà nó lên được vùng 21 xong nó chỉnh cung và chỉnh đến tận bây giờ nó vẫn chưa hết chỉnh đó thì ở trong tuần vừa qua thứ nhất là nó có hai điểm một là điểm 17 và điểm sâu hơn ở đây là trong tuần vừa qua là nó về vùng 16 còn cây nến này khả năng là cây nến đều thôi Cây nến đều là nó bán 100 cổ phiếu sàn ở đầu phiên ấy. Và nhìn về góc độ như này thì tuần tới sẽ tiếp tục uh, test lại quanh vùng 17 Còn điểm test sâu hơn ở đây khoảng quanh vùng 16.4 Và Nó còn phụ thuộc vào cái index nữa Nhưng mà hai cái điểm test này là hai điểm test khá là hợp lý Để uh, cho MBS có thể quay trở lại cái xu hướng tăng giá uh, của Cổ phiếu CTS ở đây thì trong tuần vừa qua là đẹp rồi Nhìn xu hướng này là đẹp rồi Khả năng tuần tới thì đường MACD nó sẽ xanh thôi Uh, điểm test kỹ thuật của nó ở đây cũng tương đối là ổn áp quanh vùng 16.6 đến khoảng vùng 17. Rút chân lên cực đẹp luôn, à uh, xuống 16 và rút chân lên trên vùng hỗ trợ, sau đó thì nó một ba cây nến, bốn cây nến nó nằm ở trong vùng hỗ trợ kỹ thuật. Và có một cây kéo và một cây test. Như vậy thì tuần tới ở quanh vùng 7.5 khả năng kỳ vọng thì MCST uh, sẽ test về đây. Và test ổn định ở đây thì uh, lực cầu quay trở lại như vậy chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lại vùng hỗ trợ kỹ thuật à nhầm vùng kháng cự 19 năm năm đến khoảng vùng 20 ở BSI BSI thì kéo khá là tốt hai phiên hai cây hai cây cây, cây, cây trần nhỉ? gần trần hôm qua thì trần trần cứng hôm nay thì suy soát trần thì đối với BSI là trong tuần vừa qua nó cũng đã chỉnh cung này điểm chỉnh cung về vùng 26 đó và thậm chí là tuần trước nó đã chỉnh về cái biên này rồi đó chính là biên 26 26.5 còn đây là những cái cây nến mà nó sọt xuống uh, qua cái vùng hỗ trợ đây là những cái sự xáo trộn của tạo lập thôi đó, làm rất là kinh khủng đấy uh, và đường mát thì chuẩn bị xanh trở lại rồi tuần tới thì xanh là cái chắc rồi không có gì phải bàn nữa. cái ở đây nữa lực cầu thì cũng đang tương đối ổn trên 1,2 đến 2 triệu cổ phiếu Uh, nhưng uh, các anh chị lưu ý đó là vùng kháng cự 31 30, 30.5, 31 ở đây Và thậm chí là vùng 32, 32.5 Thì đây là cái vùng kháng cự tương đối mạnh Tương đối mạnh các anh chị Đó nhịp này này, rồi nhịp này nữa Đó Và đến nhịp tiếp theo thì cũng như như vậy thôi Những cái gì nó ở trong quá khứ thì nó sẽ tái hiện lại trong tương lai Chính vậy nên là đây là vùng kháng cự Chúng ta lưu tâm à, ờ, BBS cũng đẹp rồi Như thế này là cũng à, ổn rồi Nó chỉnh cung á Nó chỉnh cũng gần như nó tháo hết rồi à, Và nó về lại ở đây là biên 18 này Rồi 18 6 này Và vùng à, vùng 20 Thì đấy À 19 4 Thì đấy là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là tốt Của cổ phiếu BVS rồi Và các anh chị đang cầm thì chúng ta có thể canh ngon thêm Tuần tới thì có thể canh ở vùng 19 4 19 5 đó là những vùng mà dự kiến test cung lại và chúng ta sẽ canh được. À, AGR trong tuần vừa qua đúng không ạ? Nó mất à, mất hỗ trợ 11.2. À, tuy nhiên là kết tuần thì nó cũng truy sát lấy lại được. À, nhìn về ý đồ như thế này, lực cầu đang khá là thấp thì tuần tới nó sẽ vẫn còn vùng 10.3 đến khoảng vùng 10.6 tích lũy thêm. À, VIX sau một cái giai đoạn à, VIX đánh cũng tơi đây các anh chị nhá Giai đoạn này là gần như là chúng ta đạt được cái mắc target rồi. Mark target mà gọi là trước chia, trước chia là chúng ta phân tích rồi. Uh, và nó chỉnh cung thì cái điểm chỉnh cung này nó cũng đang rũ tương đối là sâu Sâu đấy, vùng 10.5 đến vùng 11 Như vậy thì uh, tuần tới đến vùng này Vùng này là cái vùng mà bắt đầu uh, cân đo đong đếm được rồi Lanh quanh thì chúng ta bắt lại dần dần, bắt từ từ thôi Và chúng ta sẽ chờ đến lúc mà cổ phiếu này đánh breakout lại Ở vùng 12 cộng Với dòng tiền bắt đầu quay trở lại khoảng 12 đến khoảng tầm 15 triệu cổ phiếu trên một phiên Thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà các anh chị có thể vào mạnh tiền vào À, APG trong thời điểm tại thì nó cũng đã rũ hết Nó cũng đã rũ hết cung ở đây rồi Và vùng 6.3 Quanh vùng 6.3 Cũng có thể canh ngon thêm với các tài khoản đang cầm ORS ở đây ORS ở đây là Tuần vừa rồi nó mất vùng 13 .8. Mất vùng 13 thì nó sẽ xuống vùng 12.3 12.3 có hồi Tuy nhiên lực hồi này thì cũng chưa thực sự thuyết phục đâu Lực cầu đang khá là thấp Uh, do đó thì cái xu hướng để nó test lại vùng 12 3 12 năm đó xu hướng để nó test lại vùng 12 13 năm là còn và chúng ta sẽ đánh giá thêm ở vùng này uh, cổ phiếu TCI uh, TCI là trong tuần vừa qua thì nó cũng xả gần như là hết ở về lại quanh vùng 8.7 đây và cái hỗ trợ trong cái nhịp này của TCI đó là vùng 8 đến vùng 8.7 là vùng hỗ trợ kỹ thuật tương đối mạnh Uh, một cây nến đẩy lên và bốn cây nến test à xin lỗi cả nhà ba cây nến test ở vùng chín năm chín bảy là đẹp uh, như vậy thì các anh chị có thể uh, bắt thêm uh, đang cầm nhá thì chúng ta sẽ canh vùng chín năm chín bảy để chúng ta bắt thêm uh, rồi có thể là nó sẽ có ở khoảng vùng chín chấm mấy này chín chấm hai đó thì uh, nôm na là nó là như vậy thôi thì uh, chúng ta ke ke chúng ta chia nhỏ nhỏ cái cái giá ra để chúng ta có thể có được những cái vùng giá vốn tối ưu và nhịp này thì chúng ta cũng bắt đầu bắt lại TCI tức là nhóm ngành chứng khoán thì về căn bản là tuần tới uh, có thể canh bắt uh, trở lại được rồi <laughs> uh, rồi bây giờ thì sẽ đi phân tích thêm một số uh, các cái mã cổ phiếu của nhóm thủy sản xem nào nhóm thủy sản thì cũng uh, giai đoạn hiện tại cũng không có nhiều đột biến VHC thì ở đây vẫn ở quanh vùng 8284. Ờ uh, CMX ở đây là vùng uh, tuần qua nó bị thủng mất vùng 13.5 này. Đó và nó đang cố lấy lại nhưng mà cái điểm lấy lại này thì, thì 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 kiểu gì nó cũng sẽ quay lại nó test. Đấy là chắc chắn là như vậy. Và chúng ta sẽ uh, chờ đợi những cái dòng tiền nó đánh CMX nó phải đánh khoảng tầm trên 4 triệu cổ phiếu thì mới ổn được. Tuần tới thì khả năng thêm vẫn có những cái điểm test lại quanh vùng 10 3 ANV ở đây sẽ có ở vùng tích lũy ở khoảng vùng 44 44 đến khoảng vùng 45 vùng 44 đến khoảng vùng 45 ở đây nhìn chung là nó vẫn còn phải tích lũy thêm IDI IDI phiên cái tuần này lại xấu thế nhỉ hơi xấu này đánh cái này thì phú quá Ờ, nó bị thủng vùng 19.3 Nếu như trong trường hợp vùng 19.3 bị thủng thì khả năng tuần tới thì không có cái sự tranh cãi nào cả ở đây uh, Đó là gì? ạ Đó là Sẽ về lại quanh vùng 17.5 17.5 đến khoảng vùng 18 Xu hướng là như vậy đó, Khi vùng này bị phá vỡ thì nó sẽ về lại vùng 7 58 tích lũy ở đây và Chúng ta chờ đợi cái tín hiệu đảo chiều đảo pha ở đây Ta sẽ phân tích thêm uh, ASM ASM cả tuần thì đánh cũng tương đối là tốt mà nó đang kháng cự ở đây là 163 như vậy thì ở đây nó hình thành một cái biên 163 165 ở uh, đó uh, nó hình thành được cái biên này biên này xem là 163 165 uh, thì nó vẫn giữ được thôi tuần này nó vẫn 3 4 5 4 cái đến tuần nó vẫn giữ được như vậy tuần tới thì vẫn là xu hướng như vậy thôi vẫn là kiểm tra lại cái vùng hỗ trợ này và vùng kháng cự ở đây đó là vùng 18 tám ừ, rồi ok như vậy là tuần này khả năng là danh mục cổ phiếu à phân tích thêm uh, hai mã cổ phiếu cao su nữa uh, gvr xem nào gvr gvr như vậy là sau đấy cái con gvr này nó có một cái đặc tính này và cái này thì hùng đã cảnh báo rồi tức là nó kéo những cái nhịp rất là sốc và khối lượng rất là lớn nhưng mà sau đó thì thường thường gì ạ nó sẽ rũ này nó rũ hết sạch luôn và những anh chị em nào đua xanh là có khả năng là đến cái đoạn này là nó dễ bị cóng nó xả hết bán ra thì nó lại quay trở lại nó kéo ngắn hạn là 2.5 đến khoảng vùng 2.6 2.5 tức là nó vẫn còn có những cái khả năng là nó sẽ còn quay lại test về đây ở uh, DRC, DRC tốt phết ý, ô oh, DRC phiên ngày hôm qua đánh khá là tươm đó thì DRC ở đây có vùng 29 hỗ trợ kỹ thuật này, sau đó là biên 30, 30.5 uh, sau một cây nến kéo khá là đẹp thì uh, nó sẽ quay trở về test thôi, các anh chị cầm chúng ta cứ tiếp tục cầm thêm, DRC nhịp này tương đối ổn uh, tích lũy thành công của vùng 29 đến vùng 30 thì chúng ta có thể ngắm cái target ở quanh, quanh vùng 34, 34 đến 35 Ok như vậy là bản tin tuần này thì đối với danh mục cổ phiếu thì Hùng sẽ tạm dừng ở đây Còn đối với những cái mã cổ phiếu nào mà các anh chị quan tâm mà chưa được phân tích Các anh chị có thể comment ở bên dưới dòng thời gian bản tin tuần Thì Hùng sẽ dành thời gian để có một vài ý để chia sẻ với các anh chị Trên những cái góc nhìn của cá nhân Hùng Lê Từ đấy các anh chị sẽ tham khảo Ok phần thứ hai thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào view lại cái bản tin tuần Video số 144 Thì như những cái phân tích Hùng đã có đề cập ở trên ở bản tin tuần thì cũng đã có dự báo rằng là thị trường chứng khoán ở tuần video số 144 tức là từ tuần 19 đến ngày 23 sẽ là một tuần hết sức khó khăn hết sức khó khăn của thị trường và các anh chị cũng đã chứng kiến rồi thị trường của chúng ta có những phiên giảm điểm rất là mạnh và thậm chí là có những lúc là có có kiểu là bán tháo và sàn 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 ngoài kiểm soát ví dụ như vậy thì đấy là những cái sự khó khăn nhất định của thị trường chứng khoán trong tuần vừa qua à, và và trong tuần vừa qua thì cũng đã có một số các cái phân tích uh, khá là căn bản Trong đó thì chúng ta có đánh giá những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của thị trường Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu uh, chúng ta sẽ view lại Đó là chỉ số VN30 chúng ta sẽ có vùng năm uh, 1250 và sau đó vùng 1240 uh, Thì đây chúng ta sẽ nhìn lại cái chạc kỹ thuật của chỉ, biểu đồ chỉ số VN30 Đây là cái thời điểm gì ạ Bắt đầu bản tin tuần video số 144 thì cũng có nó đề cập rồi tức là nếu có thì ở vn30 nó sẽ có các cái nhịp hồi ngắn và sau đó thì nó sẽ sẽ đi kiểm tra lại những cái vùng hỗ trợ sát ngay của nó ở gần đó đó chính là vùng 1250 và sau đó là vùng 1240 và trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì cái vùng 1240 nó bị phá nó bị phá vỡ các anh chị và khi vùng đó bị phá vỡ rồi á thì nó sẽ đi về những cái vùng kỹ thuật nào thì đó sẽ là tín ông sẽ đi phân tích tiếp ở cái bước thứ hai À, còn đối với chỉ số phái sinh đó đối với chỉ số phái sinh ở đây thì các anh chị chúng ta cũng có thể nhìn ở đây Ờ à, đối với chỉ số phái sinh thì cũng đã có những cái dự báo về mặt kỹ thuật đó là gì nó sẽ quay trở lại test lại vùng 1235 điểm và test 1235 xong thì nó sẽ tiếp tục nó quay lại vùng 1220 đó đây 1220 đến 1225 và như các anh chị có thể nhìn thấy ở trên trạc kỹ thuật ở đây thì nó diện nó test ở 1225 đây một đến 1220 đây 1,220 1,220 đây các anh chị Ok đó 1,225 đây và 1,220 Thì trong phiên giao dịch của ngày thứ hai là nó đã quay trở lại Về vùng 1,220 tức là trong phiên giao dịch đầu tuần thì đấy là những cái dự báo khá là sát anh chị nhá. chúng ta tạm dừng lại đây à, Còn đối với chỉ số VN index thì chúng ta có nói đến vùng 1,28 và sau đó 1,220 Thì uh, các anh chị có thể nhìn thấy đây Trên chỉ số của VN index ở đây chúng ta cùng ngắm lại Đó thì uh, đối với chỉ số index tuần ta nhìn thấy đây một tuần giao dịch cực kỳ khó khăn đúng không ạ thì sau khi mà mở cửa phiên giao dịch á, thì nó ngay lập tức nó quay trở về lại vùng 1225 ở đây các anh chị và cái câu chuyện là gì như hùng có phân tích đối với các anh chị để chúng ta nắm được cái quy luật vận động của thị trường đó là gì khi vùng hỗ trợ cao bị phá thì nó sẽ đi về vùng hỗ trợ thấp hỗ trợ tiếp theo thì cái câu chuyện là gì chúng ta không một mình cá nhân của chúng ta làm sao mà chúng ta bẻ được ví dụ như đang ở vùng một hai bây giờ các anh chị bảo là ờ em ơi kéo lại lên vùng một hai ba mươi cho cho anh làm sao mà kéo được các anh chị đó cái, cái cái cả cái thị trường nó làm cô máy khổng lồ thì không bao giờ kéo được và à, đây là cái mẫu chốt vấn đề mất một hai hai mươi các anh chị à, mất xin lỗi cả nhà mất một hai đây là một hai một hai hai tám đó mất một hai tám thì nó sẽ có xu hướng về lại quanh vùng một hai mươi và các anh chị nhìn thấy đây về 120 nó có lực hồi ngay Nhưng mà sau đó nó gì nó quay lại test ở đây nó phá vỡ vùng 120 Và khi vùng 120 nó bị phá thì nó sẽ về đâu Đấy là những cái câu chuyện mà mình sẽ phân tích tiếp Thì uh, sau đó đến cái phiên giao dịch ngày thứ ba hai a Ok và bắt đầu cái phiên giao dịch ngày thứ ba lúc đó là khoảng uh, buổi sáng 8 giờ 52 phút chuẩn bị vào phiên giao dịch ngày thứ ba thì chúng ta đang có phân tích ở một số các cái yếu tố kỹ thuật và đối với chỉ số VN30 đó khi cái câu chuyện là khi mà nó đang 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 thủng vùng 1240 thì nó sẽ đi về đâu nó sẽ kiểm tra cái mốc 1225 và trong trường hợp vùng 125 mà bị thủng thì phải tính toán ở vùng 1210 đến vùng 1215 đó là cái phân tích về mặt dự báo về xu hướng của VN30 ở trong cái bản tin tuần vừa qua. Thì các anh chị em lưu tâm ở đây đúng không ạ? Trong phiên giao dịch của ngày thứ ba đây, ngày 20. Thì chỉ số VN30 Hùng đã có phân tích lại ở đây, đó là nó sẽ diện nó sẽ tiếp tục test lại vùng 1225 và rất may ở trong phiên giao dịch ngày thứ ba thì khi test về vùng 1225 thì nó bắt đầu diện lo lại vùng ở đây là về lại vùng kháng cự 1230 à 1240. Và cho đến phiên giao dịch của ngày thứ tư đây anh chị thì chỉ số VN30 tiếp tục quay trở lại test ở vùng 1220 lần thứ 1225 lần thứ hai à, lần thứ hai và lần này thì nó bị thất bại và khi cái cái vùng kháng hỗ trợ các anh chị cứ lưu ý như vậy vùng hỗ trợ cao bị phá vỡ thì nó sẽ về vùng hỗ trợ thấp và khi vùng 1225 bị phá vỡ thì nó sẽ về đâu nó sẽ về 1210 đến 1215 đó các anh chị đây thì đấy là những cái phân tích uh, nó rất rất là logic rất là logic và căn cứ cái tín hiệu giao dịch ở trong tuần để chúng ta liên tục cập nhật những cái xu hướng như vậy thì chúng ta nắm được và khi chúng ta nắm được như vậy rồi đó, thì nó có gì ví dụ các anh chị đánh phái sinh thì chúng ta cũng hiểu được à chúng ta nên long ở đâu và chúng ta nên short ở đâu ok à, nếu mà chúng ta đang cầm vị thế cổ phiếu thì à như vậy là bán thì bán ở những phiên hồi và mua thì chúng ta canh mua ở các cái vùng hỗ trợ ví dụ như khi VN30 về vùng 1210 Đấy là vùng hỗ trợ, ok, có thể canh mua Rồi, còn đối với Phái Sinh thì chúng ta tiếp tục cập nhật cái xu hướng Khi mà nó vỡ cái vùng 125 thì nó sẽ kiểm tra lại 1220 Và 1220 mà bị vỡ thì chúng ta sẽ ngắm về vùng 1206, 1208, 1200 Đấy là vùng hỗ trợ mạnh của Phái Sinh Ok, thì các anh chị có thể nhìn thấy đây trên trạc kỹ thuật của Phái Sinh Trong phiên giao dịch của ngày 20 Ok anh chị đó thì khi mà chỉ số này mà nó test lại về vùng 100 1120 á, thì cũng đã có phân tích rồi trong trường hợp nếu như chúng ta bị cái chỉ số mà 120 mà bị mất mất này thì đó, nếu và thì đó cái câu chuyện nếu 120 mất thì nó sẽ về đâu thì nó sẽ về vùng 1210 1205 và 1200 thì các anh chị có thể nhìn thấy đây cái điểm về phái sinh nó về sâu nhất ở đây là 120 1206 à đâu 1204.2 đó 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 các anh chị 1204.2 vậy thì như vậy là đó vùng 1206 đây thì đấy sẽ là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật mà các anh chị chúng ta đáng lưu tâm đối với phái sinh còn đối với chỉ số Vinex khi mà nó mất 120 thì nó sẽ test lại vùng 1195 đến 1.200 điểm rồi nó không có gì phải bàn cãi cả thì đối với chỉ số VN Index ở đây các anh chị nhìn thấy đây. Khi cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở 1220 nó bị mất thì sao? Thì nó sẽ đi về ở đây đó là vùng gì ạ? Đó, đó là vùng 1200 và đây là 1195. Thì các anh chị nhìn thấy là trong tuần vừa qua nó có hai lần hai cái nhịp long. Hai cái nhịp long. Nhịp long thứ nhất là khi index chạm về vùng 1.200 điểm thì nó bật lên trong phiên giao dịch ngày thứ ba và nó chạm về vùng 1.220 là vùng kháng cự thì nó lại tiếp tục gì ạ? Nó lại tiếp tục test lại vùng 1.195 đến vùng 1.200 và trong phiên giao dịch ngày thứ năm thì nó lại tiếp tục long lên ở vùng 1.215, 1 220 ở đây và sau khi nó long được lên đây như thế này thì nó lại tiếp tục quay trở về test như vậy là gì? Như vậy là cái vùng 1.195, 1.200 điểm tạm thời à, là cái vùng hỗ trợ tuần tương đối tốt của chỉ số vn index đó. Vậy thì À, đấy là toàn bộ cái kịch bản phân tích về xu hướng thị trường ở trong tuần vừa qua Và như vậy thì các anh chị có thể chúng ta sẽ cô đọng lại một chút à, trong cái nội dung này Thứ nhất đó là vùng hội tụ vùng hội tụ kỹ thuật của bộ ba tham số thị, trường đó là gì đó là index ở vùng 1195 đến vùng 1.200 điểm à, chỉ số phái sinh sẽ hội tụ ở quanh vùng 1.200 đến vùng 1205 điểm và chỉ số VN30 sẽ hội tụ ở quanh vùng 1210 đến vùng 1215. Đó là vùng hội tụ kỹ thuật của bộ ba tham số chung của thị trường. Như vậy thì uh, trên góc độ kỹ thuật ở trong cái thời điểm hiện tại như ông có phân tích đó là gì? Chúng ta có thể ngắm lại, nhìn lại chỉ số Dow Jones một tí. Thì trong thời điểm hiện tại là Dow Jones đang thể hiện một cái sự bất ổn nhất định nào đó và nó vẫn chưa có cái tính ổn định các anh chị. Và hiện tại thì cũng hùng cũng không có bật cái chạc phân tích của phái à, của của Dow Jones hiện tại đây chúng ta lại chờ thêm cái cây nến kết phiên ở trong à, trong tuần giao dịch ở à, trong phiên ngày thứ sáu để chúng ta đánh giá thêm. Và như vậy trong tuần vừa qua thì Dow Jones là gì ạ? Nó không đi theo tịch, kịch bản tích cực tức là nó không vượt lại được ở vùng 31 cộng mà nó đi theo kịch bản tiêu cực. Đó là gì? Nó phá tiếp tục phá vỡ cái vùng 31 ở đây, 31k ở đây. Và nó đang đi về ở khoảng quanh vùng 30.000 điểm ở đây. Những cái câu chuyện là 30.000 này có giữ được không? thì nó là là một câu chuyện mà chúng ta cần phải chờ đợi và đánh giá thêm và có một cái điều mà chúng ta đáng lưu tâm đó là vùng 29.600 điểm sẽ là một cái vùng mà chỉ số Dow Jones sẽ à sẽ phải có một cái 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 sự ý kiến nào đó theo quan điểm của mình như vậy và nó không được phép gì nó không được phép phá vỡ chứ còn ới giời ơi mà em như thế này thì ới giời ơi rồi như thế này là thôi toàn toang thực sự luôn các anh chị toang thực sự luôn và như vậy thì nó sẽ xác định một cái xu hướng suy thoái của nền kinh tế mỹ đó, và nó sẽ bắt đầu có một cái gì ạ đó, một cái chạc gọi là gì bắt đầu đao chen bắt đầu đao chen các anh chị cứ nhìn như vậy thì cái sự đao chen này các anh chị có thể nhìn đến đây đó đao chen bắt đầu đao chen u trả lên này rồi tiêu này đó xuống đây lên đây rồi có thể nó sẽ xuống đây rồi có thể hồi lên thế này và bắt đầu nó nó thõng xuống ở bên này đấy là một cái kịch bản mà ông lê không có mong muốn các anh chị nhá nhưng uh, chúng ta vẫn phải uh, lường trước được bởi vì trong cái thời điểm hiện tại là cái cuộc chiến tranh giữa ông mỹ uh, và ông nga với uh, nôm na người ta gọi là phương tây đối đầu với nga thông qua Ukraine và cái 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 cái, cái những cái diễn biến rất là khó lường khi mà tổng thống Nga Vladimir Putin đúng không ạ đã thực hiện lệnh tổng động viên hơn 300.000 quân dự bị và tuyên bố sẵn sàng đáp trả bằng vũ khí hạt nhân như vậy là gì như vậy là bây giờ hàng nóng bắt đầu đưa ra rồi và cái câu chuyện là là một nút bấm và 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 hàng loạt các cái tên lửa mang đầu đạn hạt đơn hạt nhân mà cứ khoảng Đức nó chơi cho khoảng tầm 4 quả rồi Anh nó chơi cho khoảng tầm 4 quả rồi đó đây ông ba lan nó chơi khoảng tầm độ 5 quả ví dụ như vậy loanh quanh loanh quanh đấy như vậy thì thì cái câu chuyện nó rất là khốc liệt và cái câu chuyện là cái sự cấm vận à, về mặt kinh tế à, về cái cái cuộc chiến tranh này thì nó sẽ dẫn đến những cái giá trị về năng lượng và bản thân ở ở, ở mỹ người ta cũng 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 phải chịu những cái 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 cái, cái hệ lụy của nó ví dụ giá xăng rất là đắt đỏ ví dụ như vậy vân vân vân, vân còn đương nhiên thì chúng ta ở châu á thì 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 cái 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 sự ổn định nó tốt hơn đúng không ạ châu á thì nó đang vẫn yên bình anh trung quốc anh vẫn chưa có làm gì đó, đó biển đông vẫn đang khá là yên ắng và ở đài loan thì nó vẫn đang khá là yên ắng đấy là những câu chuyện mà chúng ta cần đáng lưu tâm thế thì um, lại quay lại một tí tức là chúng ta ăn uh, cơm nước mắm ăn lạc việt nam mà đi phân tích dow jones nghe có vẻ buồn cười đúng không anh chị nhưng mà uh, bằng những cái cách nhìn những cái góc nhìn kỹ thuật thì chúng ta dự dự thôi và nếu nó đúng nếu chăng nó đúng như vậy á, thì chúng ta cũng đã có được một cái phương án uh, chuẩn bị uh, trước rõ ràng như vậy để chúng ta tránh được những cái rủi ro đáng tiếc và uh, cái mốc 29.600 điểm này nó trở thành một cái cái vùng đệm rất là quan trọng đối với chỉ số Dow Jones đó vậy thì chúng ta lại quay lại về chiến trường chứng khoán Việt của chúng ta thì như vậy trong cái thời điểm hiện tại là chúng ta sẽ mà uh, thị trường chứng khoán Việt nó sẽ nằm ở cái góc độ là À, giao dịch ở cố gắng ở trong một cái biên hẹp và giữ lại được cả cái vùng hỗ trợ kỹ thuật chờ đợi những cái tín hiệu kỹ thuật nó tốt hơn nó tươi sáng hơn từ thị trường những hoàn thế giới và bản thân thì uh, trong hai tuần vừa qua thì gần như là chỉ số vn 30 của chúng ta cũng bắt đầu một cái đà trượt tương đối dài Và thậm chí là mấy tuần nên chứ không phải là là đấy à, chúng ta có thể nhìn thấy đây một cái đà trượt của chỉ số dow Jones từ khoảng quanh vùng 1.320 điểm và nó trượt trượt nó trượt dần về đây rồi. Đó. Và khả năng thì nó vẫn đang tiếp tục trượt, tức là nó chưa có một cái cơ sở nào để mà uh, chúng ta khẳng định rằng là thị trường của chúng ta sẽ bắt đầu tạo đáy hồi và cái khả năng trượt nó vẫn đang rất là còn, vẫn còn. Vậy thì như thế nào? Vậy thì như vậy là tuần tới thì tạm thời là chúng ta sẽ ngắm lại cái vùng 1210 của chỉ số VN30. Sau đó thì vùng 1200. Đó, tạm thời là như vậy. Trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì cũng sẽ tạm thời sẽ phân tích hai cái yếu tố này. Và sau đó nếu như có những cái biến cố nào đó thì cũng sẽ điều chỉnh cái kịch bản phân tích để chúng ta xem từ À về 1200 thì nó tích cực hay nó tiêu cực Nó có những cái tín hiệu nào để chúng ta giúp chúng ta có thể uh, phân tích cái cái lực hồi hay không đó uh, Còn đối với chỉ số phái sinh thì chúng ta cũng thấy rằng là phái sinh cũng đang trượt khá là dài Và cái xu hướng chủ đạo thì nó vẫn đang là xu hướng như sọc, sọc và sọc Thì uh, ở đây Ở đây như vậy ấy, là À, trong tuần vừa qua thì Hùng đã có điều chỉnh kịch bản trong trong phiên giao dịch ngày thứ ba là chúng ta có nói đến vùng 1200 đến 1205 như vậy thì trong phiên ngày thứ hai thì cái, cái xác suất cao mà để chỉ số này nó test lại cái vùng 1205 1200 nó là rất là cao đúng không anh chị rất là cao và chúng ta sẽ chờ cái, cái câu chuyện là ở 1200 này thì uh, tiêu cực hay tích cực nó sẽ phụ thuộc vào cái tín hiệu giao dịch của chỉ số phái sinh ở trong uh, cái tuần giao dịch tiếp theo đúng không ạ rồi À, còn đối với chỉ số VN-Index thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Tuần tới thì nó sẽ tiếp tục quay trở lại cái vùng 11 1 1200 à điểm. Đến vùng 11 195. Đó là vùng mà index sẽ quay trở lại test và sau đó thì sẽ là vùng chín 190. Và trong cái trường hợp mà xấu. Đó, trong trường hợp xấu, tất nhiên là kịch bản này thì chúng ta phải chờ thêm phiên giao dịch ngày thứ hai, ngày thứ ba. ở trong trường hợp xấu thì index của chúng ta hoàn toàn có thể quay trở lại vùng 1175 đến 1180 đây là kịch bản xấu nếu như uh, thị trường của chúng ta có những cái biến cố nào đó nó có những cái thông tin nào đó bất lợi và tiêu cực thì uh, đối với chỉ số index nó sẽ là như vậy uh, chúng ta nhìn ở trên biểu đồ đến giờ thì chúng ta xem xem nào đó anh chị nó là cũng hoàn toàn là phù hợp đó nó hoàn toàn là phù hợp với một cái góc độ kỹ thuật tức là sau khi nếu như mà chỉ số index của chúng ta để để mất cái vùng 1195 đó, 1195 1195 thì khi đó cái câu chuyện là index của chúng ta sẽ nó nó sẽ đi sang một cái kịch bản nó tiêu cực hơn đó anh chị và chúng ta nhìn thấy rằng là index của chúng ta cũng đang trượt dài và cái góc trượt này thì nếu mà chúng ta mà học thuần về phân tích kỹ thuật đúng không anh chị đó thì hoàn toàn có thể là nó 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 đi theo kiểu này đấy đây đấy các anh chị nhìn thấy không đó rồi nó đi sang đây rồi có khi nó đi xuống đây đó rồi nó lại hồi lên đây và nó đi đó thì cái câu chuyện này là nó hoàn toàn bình thường thôi trong một cái sóng rích rác đi lên thì nó như vậy và trong một cái sóng rích rác đi xuống thì nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy nên là chúng ta cũng lưu tâm như vậy là tuần giao dịch mới thì chúng ta cũng sẽ phải hết sức là thận trọng và bám sát các cái tín hiệu kỹ thuật <laughs> ok bản tin tuần này thì đến đây là hết và Hùng à, Lê cũng trân trọng kính mời tất cả anh chị em cộng đồng nhà đầu tư đã theo dõi những cái bản tin của Hùng Lê thì có thể à, mời các anh chị về với à, công ty cổ phần chứng khoán VVS về với team của Hùng Lê tại công ty này và à, tiếp tục đồng hành và chúng ta có những cái chia sẻ trực tuyến ở trong các cái phiên giao dịch. À, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em ở nhà đầu tư trong các bản điểm tin tuần tiếp theo.